thân hình hàn lập khẽ động, bay về phía sau khu linh điền. Diệp Tố Tố vẫn một mực phi độn về phía trước, rất nhanh tiến vào sâu trong thung lũng. Trên mặt đất hiện ra thủy đàm xanh biếc, sóng nước chập trùng, tản mát ra thủy quang nhu hòa. Ven hồ tọa lạc mấy tảng đá lớn màu xanh, nàng này chợt vỗ nhẹ lên một tảng đá. Tảng đá lớn lập tức chìm xuống dưới, để lộ ra một cửa động u ám và một cái cầu thang hun hút hướng vào thật sâu trong lòng đất. Diệp Tố Tố không hề do dự tiến vào trong, rất nhanh đã đi đến cuối cùng phía trước nàng xuất hiện một thạch thất khá lớn, trên đỉnh thạch thất khảm nạm mấy viên minh châu lớn cỡ nắm tay, tỏa ra hào quang màu trắng như sữa, vách tường tứ phía xung quanh hiện lên điểm điểm tinh quang chấp động liên tục, thoạt nhìn vô cùng lộng lẫy, hiển nhiên là cấm chế do người bày ra. Bên trong gian thạch thất là một chiếc giường bạch ngọc đang có một thiếu phụ mặc thanh y nằm ở phía trên, điều khiến người ta kinh ngạc là nửa thân dưới thiếu phụ này chìm ngập trong một tòa băng sơn màu lam cao đến vài trường. Khối băng này tản mát hàn khí thấu xương, khiến cho nhiệt độ trong thạch thất giảm xuống vô cùng thấp, không trung cũng mơ hồ hiện ra những mảng trắng xóa, tựa như bị băng phong. Sắc mặt thiếu phụ áo xanh trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt, chân mày ẩn hiện gân xanh, hiển nhiên đang phải chịu đựng sự tra tấn vô cùng thống khổ. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán thiếu phụ, còn chưa chạm đất đã lập tức đông lại thành băng châu. Còn có một nữ tử mặc quần trắng đang đứng bên đầu giường, hai tay phân biệt đặt lên bờ vai thiếu phụ áo xanh, tản mát ra thanh quang rạng rỡ, không ngừng tiến nhập vào thể nội thiếu phụ. Nữ tử quần trắng tàn mát khí thức khổng lồ, là một tồn tại tương đương với kim tiên sơ kỳ. Thiếu chủ, người đã trở về, nữ tử quần trắng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tố Tố, gương mặt chợt lộ ra chút ngạc nhiên, hai tay lập tức thu công, thi lễ. Thiếu phụ áo xanh đang nằm trên giường cũng mở to mắt nhìn về phía Diệp Tố Tố. Tố Tố, người về rồi, thiếu phụ mấp máy bờ môi, gắng ngượng nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Mẫu thân, diệp tố tố bước nhanh đến bên giường nắm lấy chặt bàn tay thiếu phụ hai mắt phút chốc đã đỏ hoe hào hai tử mẫu thân không sao chỉ là gần đây hàn khí ăn mòn lợi hại thêm một chút nhưng đã có khâu trưởng lão ở đây tương trợ ta vẫn có thể ngăn cản được ngược lại nhà đầu ngươi lại tự tiện ra ngoài hơn nữa còn đi lâu đến vậy rốt cuộc đã đi đến nơi nào có gặp nguy hiểm gì hay không thanh y thiếu phụ ôn nhu nói hài nhi vừa rồi đến thành kim tê làm một chút giao dịch mà thôi có điều trên đường phản hồi gặp phải mấy tên kim mã tông, quả thực đã có chút hung hiểm, nhưng may mắn Hải Nhi được hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Diệp Tố Tố giấu giấu giếm giếm hơn phân nửa sự thật, trả lời đại khái cho qua chuyện. Vì không muốn bị mẫu thân hiểu lầm, nàng giải thích hết sức cặn kẽ tình huống của Hàn Lập cùng đề hồn. Cái gì, thiếu chủ, ngươi lại còn rước về thành thanh hồ cả một tên nhân tộc. Người khác trong tộc không biết thì đã đành, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng tộc trưởng có ngày hôm nay chính là do tu sĩ nhân tộc ban tặng hay sao? Nữ tử quần trắng ở bên cạnh nghe đến đó, gương mặt thoáng chốc đanh lại như có một lớp hàn khí bao phủ, lạnh lùng chất vấn Diệp Tố Tố. Khâu trưởng lão, kẻ làm tổn thương mẫu thân là nhân tộc không sai, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ vì cái cớ này mà căm thù toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Kim Nguyên Tiên vực ngày nay là thiên hạ của nhân tộc, thanh hồ nhất tộc chúng ta muốn phát triển, khẳng định là phải giao thiệp cùng bọn họ. Thân là người đứng đầu thanh hồ nhất tộc, chúng ta nhất thiết phải vứt bỏ ân oán cá nhân, đặt lợi ích tộc quần lên trên hết. Ánh mắt Diệp Tố Tố không khỏi lóe lên hận ý, nhưng bị đè xuống rất nhanh, nàng thở dài nói. Chẳng ai hay biết trong thông đạo bên ngoài đại sảnh có một thân ảnh mơ hồ đang vô thanh vô tức đứng đó, chính là Hàn Lập. Hắn nghe được lời vừa rồi Diệp Tố Tố, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tuy nhiên, nữ tử quần trắng nghe xong bèn nhíu mày, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng bị thiếu phụ áo xanh khoát tay cướp lời. Khâu trường lão, việc này cứ làm theo lời Tố Tố nói đi, hai vị đạo hữu kia nếu như đều có thực lực cấp độ kim tiên, thì hiện giờ chúng ta giao hảo sát thực rất có lợi đối với sự phát triển sau này của thanh hồ nhất tộc. Người cũng không nên vì việc năm xưa ta bị thương mà quá cố chấp. Nếu như tộc trưởng cùng thiếu chủ đã quyết, vậy chúng ta cứ thế mà làm. Nữ tử quần trắng trầm ngâm một hồi rồi nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Đa tạ mẫu thân, Diệp Tố Tố nghe vậy sắc mặt liền trở nên vui vẻ. Trường 1008, cốt nhục tình thâm. Tố Tố, tuy kết giao các tộc, phát triển bổn tộc là không sai nhưng an nguy của ngươi càng thêm trọng yếu bây giờ ngươi có trách nhiệm gánh vác cả thanh hồ tộc mẫu thân đã như vậy ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì thiếu phụ áo xanh nhìn về phía diệp tố tố khẽ thở dài nói ra không sẽ không đâu mẫu thân nhất định sẽ tốt lên thôi đột nhiên diệp tố tố lộ vẻ kích động nói lên ta chắc chắn sẽ khá hơn ngươi không cần phải lo lắng thiếu phụ áo xanh hối hận vì nhất thời lỡ lời để lộ ra sự bi quan trong lòng liền vội vàng nói Diệp Tố Tố cúi đầu hơi thấp xuống, trong mắt hiện lên tia kiên quyết, hai tay nhanh như chấp vươn ra, điểm lên trán của thiếu phụ, ngay đầu ngón tay tỏa sáng hào quang. Ngươi, thiếu phụ trừng mắt, thế nhưng hai mắt lập tức buông lỏng, rơi vào ngủ say. Thiếu chủ, ngươi làm gì vậy? Nữ tử quần trắng ở bên cạnh thấy cảnh này, liền kinh ngạc nói. Diệp Tố Tố không nói gì, lấy ra một cây phù bút màu đỏ, khắc họa trận văn xung quanh giường ngọc, đồng thời lấy ra đủ loại tài liệu để vào trong đó. Nữ tử quần trắng nhiều lúc muốn mở miệng hỏi, nhưng chứng kiến Diệp Tố Tố vô cùng chăm chú nên cố nén xuống. Thời gian trôi qua từng chút, đã qua nửa ngày, sắc trời bên ngoài nổi lên vài tia màu trắng bạc. Diệp Tố Tố rốt cuộc dừng tay, đã bố trí xong một cái huyết sắc pháp trận ngay bên giường ngọc. Thiếu chủ, đây là pháp trận gì? Nữ tử quần trắng không biết pháp trận này, mở miệng hỏi. Hóa huyết quy nguyên trận Diệp Tố Tố chậm rãi nói ra. Cái gì? Hóa huyết quy nguyên trận là pháp trận nghịch thiên, dùng để tách lực lượng huyết mạch rồi chuyển đến người khác. Người muốn rót huyết mạch thanh hồ của bản thân vào cơ thể tộc trưởng, trợ giúp nàng chống cự hàn khí xâm nhập sao? Tuyệt đối không thể, hóa huyết quy nguyên trận gây tổn hại thân thể quá lớn, hơn nữa một khi tách ra lực lượng huyết mạch, sẽ không có khả năng khôi phục, người sẽ bị hủy hết đạo hạnh, thậm chí bị đánh về nguyên hình. Nữ tử quần trắng trầm giọng nói ra, chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, ta không quan tâm. Diệp Tố Tố ôn tồn nói, ánh mắt yên tĩnh vô cùng, thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia tươi cười thật bình tĩnh. Trong bóng tối gần đó, Hàn Lập chứng kiến vẻ mặt của Diệp Tố Tố, khẽ cao mày, hiển nhiên có chút động dung. Nếu vậy, hãy để ta làm, tu vi của ta cao hơn người rất nhiều, khả năng thành công càng lớn nữ tử quần trắng lắc đầu nói ra. Không, tuy là tu vi của khâu trưởng lão cao hơn ta, nhưng nói về độ tinh thuần của huyết mạch thanh hồ, thì ta tốt hơn một chút. Hơn nữa, khâu trưởng lão người có chỗ không biết, mượn dùng hóa huyết quy nguyên trận để cho huyết mạch dung hợp, hai người có quan hệ huyết thống càng thân cận khả năng thành công càng lớn diệp tố tố kiên quyết nói ra cái này nữ tử quần trắng nghẹn lời mẫu thân đã nhiễm hàn độc vô cùng đáng sợ cho dù thi triển bí thuật này khả năng cứu trở về cũng chỉ có năm thành nếu trời cao không thành toàn thì hai người thi pháp đều sẽ chết ngay chỗ này khâu trưởng lão ngươi là kim tiên còn lại duy nhất của thanh hồ nhất tộc mẫu thân vừa mới nói an toàn của ta bây giờ rất quan trọng kỳ thật an nguy của ngươi mới càng trọng yếu hơn có người ở đây coi như ta và mẫu thân có bất hạnh vẫn lạc, thanh hồ nhất tộc cũng vẫn còn có một tia hy vọng, nếu như ngươi có mệnh hệ gì, thanh hồ nhất tộc coi như thật sự xong rồi. Diệp Tố Tố tiếp tục nói, nữ tử quần trắng im lặng đứng nơi đó, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Vì vậy, hãy giao chuyện nơi này cho ta, nếu như ta cùng mẫu thân bất hạnh lâm nạn, thanh hồ nhất tộc liền nhờ cậy khâu trưởng lão rồi Diệp Tố Tố gật đầu với nữ tử quần trắng, trịnh trọng nói ra. Vừa nói xong, nàng cất bước đi vào huyết sắc pháp trận. Nhưng vào thời khắc đó, cổ tay nàng bị nữ tử quần trắng nắm chặt lại. "Khâu trưởng lão, Diệp Tố Tố nhìn lại, thiếu chủ, người vừa mới nói chúng ta thân là người lãnh đạo thanh hồ nhất tộc, phải gác lại tình cảm của bản thân, mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi ích tộc quần." Thiên tư của thiếu chủ cực cao, huyết mạch thanh hồ được thức tỉnh càng nồng đậm, càng trên ta và tộc trưởng, ngày sau thành tựu không thể hạn lượng. Tộc trưởng đã như thế này, coi như là người sử dụng hóa huyết quy nguy nguyên trận chưa chắc có thể cứu nàng. Ta biết nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng nếu vì thanh hồ nhất tộc mà suy nghĩ, ngươi không nên mạo hiểm như vậy, hơn nữa ta nghĩ tộc trưởng cũng không muốn như thế. Nữ tử quần trắng hiện lên một tia thống khổ, nhưng phải lên tiếng nói. "Không, ta bây giờ cũng không phải xuất phát từ tình riêng, chính là vì thanh hồ tộc ta. Tuy rằng ta có chút thiên tư, nhưng hiện tại chỉ là chân tiên trung kỳ, ngày sau có thể thành tựu kim tiên hay không thì không thể biết trước được. Dùng một chân tiên như ta đổi lấy một kim tiên, dù chỉ cơ hội năm thành" cuộc làm ăn này cũng rất có lợi. Diệp Tố Tố chậm rãi gỡ tay nữ tử quần trắng ra, nói. Nữ tử quần trắng quính lên, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do gì để tác động đến Diệp Tố Tố. Hơn nữa, năm đó vì cứu ta, mẫu thân mới bị đám tạc tử thiên Thủy Tông gây thương tích, khâu trưởng lão người cũng suýt bị liên lụy. Nếu ta không vì nàng mà làm gì đó, cả đời sẽ phải ái náy, tâm cảnh sẽ lưu lại vết ảnh hưởng, đừng nói tiến giai kim tiên, dù sau này muốn đột phát chân tiên hậu kỳ cũng là xa vời. Diệp Tố Tố nhìn nữ tử quần trắng, nói nhẹ nhưng chắc như chém đinh chặt sắt. Nữ tử quần trắng biết rõ tâm nàng đã quyết, sẽ không thay đổi, đành phải thở dài, lui qua một bên. Về sau có chuyện gì, liền nhờ cậy khâu trưởng lão rồi. Diệp Tố Tố cười buồn với nữ tử quần trắng, sau đó cất bước vào pháp trận, khoanh chân ngồi xuống phía trước đầu thiếu phụ áo xanh. Nàng dựng thẳng song trường trước người, kết thành một thủ ấn kỳ dị, trong miệng niệm tụng chú ngữ thần bí thật trầm thấp trong thạch thất bỗng nhiên vang lên âm thanh gào thét, pháp trận màu máu trên mặt đất trong mấy chốc bỗng sáng lên rực rỡ, như là có sinh mệnh, nhanh chóng vận chuyển ngay giữa pháp trận. Nguyên khí dao động mãnh liệt trong thạch thất, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Nữ tử quần trắng thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết điểm vào tường thạch thất. Cấm chế của thạch thất nhanh chóng vận chuyển, vô số hào quang ngôi sao hiện ra, ngăn cản chấn động trận pháp tiết ra ngoài. Nhưng chấn động của pháp trận màu máu này quá mức kịch liệt, cấm chế xung quanh chỉ có thể ngăn lại phân nửa, vẫn để lọt một ít ra ngoài. Nữ tử quần trắng cũng không cố gắng ngăn cản, nhìn chằm chằm vào hai người bên trong huyết trận. Vào thời khắc này, huyết sắc pháp trận phát sinh biến hóa. Một hồi tiếng xùi xùi rít gào sắc nhọn vang lên, sau đó vô số tiêu huyết hồng từ khắp nơi trong pháp trận bay lên, quấn quanh người diệp tố tố, rồi chui vào cơ thể nàng. Trong bóng dâm xa xa, Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày nhảy lên, trong nội tâm có chút kinh ngạc trên người diệp tố tố tản ra trận trận ánh sáng xanh người đôi mi thanh tú nhíu lại lộ vẻ thống khổ nhưng lập tức đè xuống trong miệng vẫn tiếp tục đọc chú ngữ hào quanh xung quanh huyết trận càng lớn càng có thêm những tia huyết sắc bay lên chui vào cơ thể nàng ánh sáng xanh trên người diệp tố tố càng ngày càng sáng lóe lóe trên cơ thể thân thể nàng thình lình hiện ra từng đường vân màu xanh giống như đường kinh mạch khắp toàn thân chiếu sáng rạng rỡ làm cho người ta cảm nhận được một loại khí tức huyết mạch mãnh liệt cùng lúc đó phía sau lưng ánh sáng xanh hiện lên một hư ảnh hồ ly màu xanh tràn ngập cảm giác cao quý uy nghiêm thế nhưng chỉ có hai cái đuôi diệp tố tố bỗng vươn một tay ra đặt tại mi tâm của thiếu phụ áo xanh trên giường vô số đạo huyết sắc từ lòng bàn tay bắn ra chui vào mi tâm thiếu phụ giữa những tia máu kia có thể mơ hồ thấy từng đạo hoa văn màu xanh theo đó rót vào cơ thể thiếu phụ thân thể thanh y thiếu phụ cũng lóe lên ánh sáng màu xanh hiện ra từng đường vân màu xanh so với đường vân trên thân diệp tố tố thì màu sắc ảm đạm hơn một ít nhưng theo những tia máu từ tay diệp tố tố rót vào đường vân xanh trên thân thanh y thiếu phụ dần trở nên sáng ngời đường vân xanh trên thân diệp tố tố lại chậm rãi trở nên ảm đạm sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch hư ảnh hồ ly sau lưng cũng trở nên mỏng manh nhưng mà trong mắt nàng lại lộ ra sắc mặt vui mừng tay kia bấm niệm pháp quyết điểm một cái một đạo ánh sáng xanh từ đầu ngón tay nàng bắn ra chui vào đan điền của thiếu phụ âm một tiếng trên người thiếu phụ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt, dường như mặt trời chói trang. Nhưng ánh sáng xanh này lập tức thu liếm lại, tiếp đó xoẹt một tiếng, hóa thành một tầng lửa xanh bao trùm nửa người trên của thiếu phụ, đồng thời lan tràn xuống nửa dưới đang bị đóng băng của nàng. Băng tinh màu lam óng ánh cùng ngọn lửa màu xanh đụng nhau một cái, lập tức phát ra âm thanh xùy xùy, rằng qua một lát liền chậm rãi hòa tan biến mất. Nữ tử quần trắng bên cạnh thấy cảnh này, sắc mặt vốn căng thẳng cũng khẽ thả lòng. Trong bóng tối phía xa, trong mắt Hàn Lập nổi lên một vầng sáng màu tím, nhìn về phía sâu trong băng tinh, chậm rãi lắc đầu. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi ép sát, băng tinh màu lam nhanh chóng hòa tan, từ phần eo rút dần đi, rất nhanh đã tới bàn chân. Không ngờ bàn chân của thanh y thiếu phụ lúc này đã biến thành màu xanh thẳm, thoạt nhìn như hai đoạn thủy tinh xanh thẳm, bên trong có một cỗ lam sắc quang mang chớp động qua lại. Nhưng đến lúc này, tốc độ hòa tan băng tinh màu lam giảm mạnh, bắt đầu ngăn cản được sự trùng kích của ngọn lửa màu xanh đường vân xanh trên người diệp tố tố bây giờ đã ảm đạm nhiều hầu như nhìn không rõ nữa hư ảnh hồ ly sau lưng cũng gần như biến mất nàng nhìn về bắp chân màu lam của thiếu phụ trong mắt hơi híp lại khẽ quát một tiếng huyết sắc pháp trận lần nữa sáng ngời vô số huyết quang chen trúc vào cơ thể nàng trong nháy mắt truyền đến toàn thân trong cơ thể diệp tố tố lóe lên huyết mạch màu xanh sau đó biến mất hóa thành một đoàn ánh sáng xanh hồi tụ tới lòng bàn tay dung nhập vào cơ thể thiếu phụ Ngọn lửa xanh ở trên người thanh y thiếu phụ một lần nữa đại thịnh, hung hăng đánh mạnh vào băng tinh màu lam, một lần nữa đẩy nó xuống một đoạn, nhưng cuối cùng lại không thể hoàn toàn khu trừ nó. Không chỉ như thế, ánh sáng màu xanh bên trong bắp chân thiếu phụ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, ồ ạt phản công, bỗng đẩy lui ngọn lửa màu xanh. Bỗng nhiên một cỗ khí tức cực hàn bộc phát ra, băng tinh màu lam nhanh chóng ngưng kết, một lần nữa đóng băng thân thể thanh y thiếu phụ. Hàn khí trong thạch thất đột nhiên tăng mạnh, càng lớn hơn lúc trước, trên vách tường xuất hiện một tầng băng tinh, rung động ken két. Trên mặt đất, pháp trận màu máu cũng bị băng tinh làm đông lại, bất ngờ đóng băng luôn thân thể Diệp Tố Tố vào trong. Bây giờ sắc mặt nàng trắng bệch tột đỉnh, cả người lung lay sắp đổ, nàng thấy cảnh này, lập tức biểu lộ vẻ sợ hãi, vô kế khả thi. Nữ tử quần trắng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, không còn thúc giục cấm chế thạch thất nữa, đang muốn tiến lên. Diệp Tố Tố quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau một cái sắc mặt nữ tử quần trắng nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng lập tức dừng bước thanh y thiếu phụ nằm trên giường bị hàn khí kích thích hai mắt khẽ động tỉnh lại nàng nhìn thấy tình huống xung quanh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra khẽ quát một tiếng ngọn lửa xanh trên thân lập tức thoáng bùng lên tạm thời ngăn chặn ánh sáng màu lam xâm nhập khâu trưởng lão mau dẫn tố tố ly khai thanh y thiếu phụ hô nhưng không chờ nàng nói hết lời làm sắc quang mang lại lần nữa đại phóng tiếp tục xâm nhập đến Giữa hào quang hiện lên vô số phù văn màu lam, ngưng tụ thành một đoàn hỏa diễm màu lam, dễ như trở bàn tay đánh tan ngọn lửa màu xanh quanh thân thiếu phụ. Băng tinh màu lam nhanh chóng lan tràn, nháy mắt đã đến bộ ngực cao ngất của thiếu phụ, mắt thấy muốn triệt để đóng băng cả người nàng. Băng tinh màu lam trên người Diệp Tố Tố cũng nhanh chóng lan tràn, đông kết gần nửa cơ thể nàng. Nữ tử quần trắng đứng một bên thấy cảnh này, ánh mắt phân vân, nhưng rất nhanh nghiến răng, cả người tỏa sáng hào quang, muốn liều mình xông lên. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen lăng không chắn trước mặt nàng. Không ai khác, chính là Hàn Lập, chương 1009 thi cứu, tu sĩ nhân tộc, nữ tử váy trắng đầu tiên giật nảy mình, sau đó liền nhận ra thân phận Hàn Lập, trong mắt nổi lên cừu hận thấu xương, trong tay đại phóng lãnh mang màu trắng, muốn đánh tới Hàn Lập. Muốn hai người này sống thì thành thành thật thật đứng ở nơi đó, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lập nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó nhìn như tùy ý vung tay lên. Một cỗ thanh quang từ trong tay hắn bắn ra, chống đỡ hàn quang màu lam đang bộc phát mãnh liệt. Ngọn lửa màu xanh lam kia tựa hồ bị khiêu khích, mãnh liệt bùng lên, hàn quang màu lam cũng lập tức dương nhanh múa vuốt, giống như một con mãnh thú nổi giận, mãnh liệt trùng kích thanh quang. Cỗ thanh quang kia nhìn như đơn bạc, lại cứng cỏi không gì sánh được, mặc cho hàn quang màu lam trùng kích thế nào, đều lù lù bất động. Nữ tử váy trắng thấy cảnh này, lực tụ lên cánh tay lập tức dừng lại, nhưng lãnh quang màu trắng trong tay không hề biến mất, nhìn chằm chằm Hàn Lập hàn lập không để ý đến nữ tử váy trắng lần nữa phất tay áo lên một đạo thanh quang khác bắn ra cùng thanh quang trước hòa làm một thể sau đó nhanh chóng ép hàn quang màu lam xuống diệp tố tố các nàng thì tốn hao sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng bước lui hàn quang màu lam nhưng nó ở trước mặt hàn lập lại không chịu nổi một kích trong nháy mắt liền bị ép trở trở về vị trí bắp chân hàn lập lần nữa phất tay một ngọn lửa màu bạc từ trong tay áo bắn ra quay tròn một cái rồi hóa thành một con hỏa điểu màu bạc đâm đầu vào trong hàn quang màu lam, biến mất không còn tâm tích. Lập tức trong hàn quang màu lam truyền đến một tiếng thanh minh êm tai, tiếp theo bên trong lóe lên ánh bạc, một cỗ nhiệt độ cực nóng cuồn cuộn tỏa ra, không khí phụ cận dưới nhiệt độ cao này bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Hàn quang màu lam trong nháy mắt bị xé nứt xua tan, biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là nhiệt độ cao cuồn cuộn càn quét tứ tán, khu trừ toàn bộ hàn khí trong phòng băng tinh trong thạch thất lập tức nhanh chóng hòa tan rất nhanh biến mất không còn tâm tích nữ tử váy trắng thấy tình hình này thì nao nao ánh mắt lộ ra kinh dị nhưng vẻ đề phòng vẫn không buông lỏng mảy may không bao lâu hỏa điều màu bạc kia liền lóe lên hiển hiện ra trong miệng ngậm một ngọn lửa màu lam lớn chừng quả đấm nó há miệng hút vào ọt một tiếng ngọn lửa màu lam lọt vào trong miệng trong miệng nó phát ra tiếng kêu vui sướng giống như ăn một bữa ăn ngon sau đó hỏa điều màu bạc bay vụt quay về lóe lên chui vào trong tay áo hàn lập. Mà lúc này, băng tinh màu lam trên người thiếu phụ áo xanh đã biến mất toàn bộ, cũng không biết tỉnh lại khi nào, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Lam băng quanh người Diệp Tố Tố cũng biến mất không còn tâm tích, khuôn mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lập tức khuôn mặt nàng lộ vẻ thống khổ, thanh quang trên người nhanh chóng tiêu tán lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thân thể thình lình cũng chậm rãi thu nhỏ lại, bên ngoài thân hiện ra một bộ lông màu xanh. Tố Tố, thiếu phụ áo xanh thấy cảnh này, sắc mặt đại biến liền muốn từ trên giường đứng lên không nên cử động hàn lập nhàn nhạt nói một tiếng hai tay điểm một cái hai đạo thanh quang từ trong tay hắn bắn ra chia ra chui vào trong cơ thể thiếu phụ áo xanh cùng diệp tố tố thân thể hai người lập tức như bị định thân thuật ổn bất động ngay tại chỗ nhân tộc tặc tử ngươi làm cái gì vậy nữ tử váy trắng ở bên nổi giận gầm lên một tiếng thân hình bay nhào tới hàn lập cũng không quay đầu lại phất tay áo lên năm đạo tinh ti từ trong tay hắn bắn ra lóe lên chui vào thể nội nữ tử váy trắng nữ tử váy trắng bay nhào đến đột nhiên thân hình cứng đờ cả người trong nháy mắt dừng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc cho nàng vận cộng dẫy ruộng như thế nào đều động đậy được một ngón tay tay hàn lập bấm niệm pháp quyết phung lên một đạo huyết quang từ trong tay hắn bay ra chui vào huyết trận trên mặt đất ông huyết sắc pháp trận trên mặt đất lần nữa sáng rõ vận chuyển ông ông vô số tia sáng màu máu lần nữa hiện lên quấn chặt lấy thân thể nữ tự áo xanh cùng Diệp Tố Tố, giữa hai người hình thành một cầu nối tơ máu. Thân ảnh Hàn Lập Hoa một cái, sau một khắc xuất hiện bên cạnh thiếu phụ áo xanh, đơn trưởng vỗ vào chán nàng. Một cỗ huyết quang thô to không gì sánh được từ lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như sóng dữ tràn vào thể nội thiếu phụ áo xanh, du tẩu một vòng. Bên ngoài thân thiếu phụ lại xuất hiện đường vân huyết mạch màu xanh, nhưng bị cỗ huyết quang kia xông lên, thình lình bị cuốn đi gần nửa, trở nên ảm đạm rất nhiều cỗ huyết quang kia lập tức từ thể nội thiếu phụ áo xanh chảy ra thuận theo những tinh ti màu máu kia chảy xuôi qua rót vào thể nội diệp tố tố đường vân thanh hồ huyết mạch bên ngoài thân diệp tố tố đã biến mất lại hiển hiện ra thân thể cũng khôi phục bộ dáng lúc trước lông thú bên ngoài thân cũng nhanh chóng biến mất không chỉ như vậy cỗ huyết quang kia cũng dung nhập vào trong cơ thể nàng bởi vì thôi động pháp trận mà tiêu hao nguyên khí đều được bổ sung sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục như lúc ban đầu thậm chí nổi lên huyết sắc đỏ ửng hàn lập ngừng thôi động huyết trận trên mặt đất hai tay cũng đặt ở bên người thân thể ba người diệp tố tố khẽ động tuần tự khôi phục hành động các hạ là thiếu phụ áo xanh từ trên giường đứng lên do nằm trên giường quá lâu nên hơi lay động diệp tố tố vội vàng đỡ lấy mẫu thân người này chính là hàn tiền bối lúc trước ta đã nói đó hàn tiền bối vị này là mẫu thân của ta cũng là tộc trưởng của thanh hồ nhất tộc diệp tố tố vừa mới lấy lại tinh thần vội vàng giới thiệu hai người nguyên lai là hàn đạo hiếu hạnh ngộ thiếp thân diệp loa đa tạ hàn đạo hiếu vừa mới xuất thủ tương trợ giúp thiếp thân khu trừ hàn độc trong cơ thể còn giúp tố tố khôi phục thanh hồ huyết mạch đại ân không lời nào cảm tạ hết được đạo hiếu ngày sau nếu có việc gì cần dùng đến thanh hồ nhất tộc ta cứ việc phân phó là được thiếu phụ áo xanh trịnh trọng nói ra nữ tử váy trắng một bên nghe vậy nhíu mày nhưng cũng không mở miệng nói gì tộc trưởng không cần phải khách khí ta đã ở nhờ tại thanh hồ thành mắt thấy chủ nhân có việc tự nhiên phải xuất thủ tương trợ mắt hàn lập sáng lên cười nhạt nói thần thông của hàn tiền bối thật khiến người ta nhìn mà than thở dễ như trở bàn tay liền khu trừ hàn độc trong cơ thể mẫu thân còn lấy huyết mạch chi lực của ta trở về ngài làm như thế nào vậy diệp tố tố nhìn hàn lập trong mắt hiện ra mấy phần sùng bái hàn mẫu có nghiên cứu về huyết mạch chi lực cũng may mắn huyết mạch chi lực của diệp đạo hữu không có triệt để tan trong thân thể tộc trường nếu không ta cũng vô pháp thu hồi nó hàn lập suy đoán Giải thích qua loa, Hàn Đạo Hữu, đa tạ người cứu tộc trưởng cùng thiếu chủ, chỉ là tiểu nữ có một nghi vấn. Nơi đây chính là mật địa thanh hồ nhất tộc ta, Hàn Đạo Hữu tại sao không được mời từ trước mà lại tiến vào nơi đây? Vào thời khắc này, nữ tử váy trắng một bên đi tới, trong miệng mặc dù nói lời cảm tạ, nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người. Hàn Đạo Hữu, vị này là Diệp Khâu trưởng lão tộc ta. Khâu trưởng lão? Hàn Đạo Hữu chính là quý nhân tộc ta, không được mạo phạm như thế diệp loa tộc trưởng vội vàng giới thiệu một chút thân phận thiếu phụ váy trắng sau đó thấp giọng khiển trách không sao khâu trưởng lão có nghi hoặc này cũng là chuyện bình thường hàn mỗ có bí thuật tinh thông dò xét đêm nay buồn chán đi ra ngoài thưởng thức thắng cảnh cảm giác được nơi này có ba động nguyên khí kịch liệt liền thi pháp dò xét một hai sau đó nhìn thấy tình hình nguy cấp nơi đây liền không mời mà tới xen vào chuyện bao đồng đã mạo phạm xin mấy vị thứ lỗi hàn lập khẽ cười một tiếng nói ra thì ra là vậy nhờ có hàn tiền bối kịp thời chạy đến. Diệp tố tố thẻ lưỡi, nói ra, ngươi còn nói, chuyện vừa rồi, đều là ngươi nhất thời lỗ mãng dẫn đến, đại sự chuyển rời huyết mạch chi lực bực này cũng dám tự tiện làm chủ, may mắn có hàn đạo hữu tại đây, nếu không hậu quả thiết tưởng khôn lường. Diệp loa trầm giọng quát, Diệp tố tố nghe vậy cúi đầu xuống, miệng nhỏ lại hơi mấp máy, tựa hồ không phục. Diệp loa thấy thần sắc Diệp tố tố như vậy, chừng nàng một cái, tựa hồ nể mặt hàn lập tại đây, không tiếp tục dậy nữa nơi này quá lộn xộn, tiếp đãi Hàn đạo hữu thì thật thất lễ. Tố Tố, người đưa Hàn đạo hữu trở về trước, ngày mai thiếp thân lại tự mình đến bái phỏng. Diệp Loa nói ra, vậy Hàn Mỗ cáo từ trước. Hàn lập chắp tay nói, Diệp Loa đáp lễ lại, Diệp Khâu trưởng lão một bên vẫn không động đậy, sắc mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không tín nhiệm với Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên không để ý đến cách nhìn của Diệp Khâu trưởng lão với mình, quay người đi ra bên ngoài. Diệp Tố Tố theo sát phía sau, rất mau ra khỏi thông đạo dưới lòng đất đi ra phía ngoài. Hàn lập nhìn về phía rất nhiều linh điền trong bồn địa, ngừng lại. Thời điểm ta vừa mới tới, liền chú ý đến nơi này, không ngờ nơi đây mở ra nhiều linh điền như vậy, mà bên trong lại bồi dưỡng linh thảo linh dược phẩm chất cực cao, thanh hồ nhất tộc các ngươi giỏi về bồi dưỡng linh thảo sao. Hàn lập chuyển hướng nhìn về Diệp Tố Tố, hỏi, Trung quanh linh điền có bảy cấm chế, hàn tiền bối cũng có thể nhìn thấy tình huống linh thảo bên trong sao. Đúng rồi, tiền bối am hiểu dò xét chi thuật, nơi này bày ra cấm chế nho nhỏ đương nhiên ngăn không được thủ đoạn của tiền bối rồi diệp tố tố tựa hồ bởi vì bệnh tình mẫu thân đã khỏi hẳn bỏ xuống một gánh nặng ngàn cân cả người buông lỏng rất nhiều hoạt bát nhíu mày lập tức giật mình cười nói hàn lập chỉ cười cười không nói tiếp nói đến bồi dưỡng linh thảo linh dược không phải ta khoe khoang cả dãy kim nguyên sơn mạch thanh hồ nhất tộc chúng ta nhận thứ hai không ai dám nhận đệ nhất hàn tiền bối cũng cần linh thảo tu luyện đây là danh sách các loại linh thảo linh dược tộc ta bồi dưỡng, tiền bối cần thứ nào, cứ nói, ta lập tức sai người đưa qua. Diệp tố tố dừng một chút, ngạo nghễ nói ra, sau đó lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Hàn Lập. Ta xác thực cần một ít linh thảo, vậy sẽ không khách khí. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, âm thầm gật đầu, trong miệng nói ra. Hắn vừa mới dò xét qua một lần linh thảo linh dược bên trong linh điền, cơ bản tương ứng với ghi chép trong khối ngọc giản này, Diệp tố tố thật không giấu giếm gì, hàn tiền bối khâu trưởng lão vừa rồi không thân thiện với ngài xin ngài thứ lỗi nàng cũng không phải cố ý nhằm vào ngài chỉ là phụ mẫu còn có hai vị đệ đệ của khâu trưởng lão trước kia đều chết ở trong tay tu sĩ nhân tộc cho nên nàng phi thường căm thù tu sĩ nhân tộc bờ môi diệp tố tố khẽ nhúc nhích truyền âm nói ra thì ra là thế ta hiểu được hàn lập nghe vậy giật mình khó trách như tử váy trắng kia tràn ngập địch ý với hắn như vậy nhưng hắn cũng không có để ý hai người không lưu lại đây lâu rất nhanh khởi hành bay về phía xa. Trong thạch thất dưới mặt đất, hai tay khâu trưởng lão bấm niệm pháp quyết, ở trong thạch thất liên tiếp bày ra mấy tầng cấm chế, lúc này mới dừng tay. Khâu trưởng lão, ta biết người thống hận tu sĩ nhân tộc, nhưng hàn đạo hiếu lại nhiều lần thi ân tại tộc ta, người vẫn nên thu liếm định ý một chút, ít nhất trước mặt không nên thất lễ như vậy. Diệp loa tộc trưởng thở dài, nói ra, tộc trưởng ngươi cảm thấy người này đến thanh hồ nhất tộc ta mang mục đích thân thiện gì sao? Khâu trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói vậy là có ý gì? Diệp loa tộc trưởng nhíu mày hỏi, trường 1010, cội nguồn. Tộc trưởng, thứ lỗi cho ta nói thẳng, người này vừa mới nói là cảm thấy nơi đây thi pháp chấn động, cho nên mới tới, nhưng mà ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Cho dù bí thuật dò xét của người này cao minh, có thể xuyên qua mấy tầng cấm chế, phát hiện được tình huống nơi đây nhưng xung quanh thung lũng một thần có bầy tịch diệt hư vô đại trận cho dù người này có thể lẻn vào nơi đây thì lúc hắn xâm nhập vào, tịch diệt hư vô đại trận phải có phản ứng mới đúng. Thế nhưng vừa rồi ta không cảm giác được dị dạng trong đại trận một chút nào, ta nghi ngờ là hắn âm thầm đi theo thiếu chủ, sớm đã xâm nhập nơi đây, đứng bên cạnh nhìn trộm từ nãy giờ, không biết có mưu ma trước quỷ gì nữa. Khâu trưởng lão trầm giọng nói, người nói cũng không phải không có lý, nhưng đều là suy đoán. Cho dù hàn đạo hữu âm thầm đột nhập nơi đây, hắn cũng không có ác ý với thanh hồ nhất tộc mới đúng nếu không dưới tình huống lúc nãy hắn hoàn toàn có thể xuất thủ giết chết ba người chúng ta tại đây đến lúc đó cho dù hắn muốn làm gì đi nữa thì không ai trong thanh hồ nhất tộc có thể ngăn cản được diệp loa suy nghĩ một chút lập tức lắc đầu ngưng trọng nói nếu tộc trưởng cho rằng như thế vậy ta cũng không nói gì nữa khâu trưởng lão nghe vậy im lặng một lát mở miệng nói ra khâu trưởng lão hiểu được là tốt chưa bàn đến mục đích tới đây của hắn chỉ nhìn cách hắn khu trừ Hàn Độc trong người ta một cách nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn thực lực vượt xa chúng ta. Đối với nhân vật bậc này, chúng ta tuyệt đối không được đắc tội. Diệp Loa nghe lời này, sắc mặt buông lỏng, dặn dò lần nữa. "Ta đã hiểu, nhưng nếu phát hiện hắn muốn làm hại bổn tộc, cho dù có chết ta cũng không bỏ qua cho hắn." Ánh mắt Khâu Trưởng lão nổi lên vẻ thù hận, chậm rãi gật đầu nói. Lần này Diệp Loa không nói gì nữa, chỉ lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Khâu Trưởng lão. Tộc trưởng Người vừa mới khu trừ hàn độc, nguyên khí chưa hồi phục, phải nghỉ ngơi một chút mới tốt, ta cáo lui trước. Khâu trưởng lão nói xong liền rời khỏi đây. Diệp loa gật đầu, sau khi thấy khâu trưởng lão rời đi, liền trở về giường ngọc khoanh chân ngồi xuống, vận công khôi phục. Một đêm yên bình, dạng sáng ngày thứ hai, Diệp loa và Diệp tố tố cùng nhau đi tới tiểu viện Hàn Lập ở, không có khâu trưởng lão đi cùng, mà để hồn tu luyện ở trong không gian hoa chi, không đi ra ngoài. Thanh Hồ Thành là nơi vắng vẻ, không thể so sánh với thành trì phồn hoa của Kim Nguyên Sơn Mạch được, thêm nữa kiến trúc của tộc ta theo phong cách tự nhiên, trong thành không có chỗ nào cao lớn, hoa mỹ đãi khách, chỉ có thể để hàn đạo hữu ở trong tiểu viện nhỏ này, thật sự có lỗi. Diệp loa tộc trưởng có chút áy náy nói, trải qua một ngày tĩnh dưỡng, khí sắc nàng nhìn đã khá hơn nhiều. Đâu có, hàn mỗ rất thích hoàn cảnh thanh tĩnh này. Hàn lập dẫn hai người vào trong phòng, cười nói, hàn đạo hữu thích là tốt rồi, có yêu cầu gì cứ nói, không cần phải khách khí. Diệp Loa gật đầu nói, đa tả tộc trưởng chiếu cố, hàn mỗ nghe nói thanh hồ tộc am hiểu bồi dưỡng linh thảo, muốn cầu lấy một ít, đây là danh sách. Hàn lập lấy ra một khối ngọc giản đưa tới, những năm này, trên đường đến Kim Nguyên Sơn Mạch, hắn không hề nhàn rỗi, tận lực gom góp các tài liệu để luyện chế một loại đan dược cấp bậc thái ất tên là thiên thanh đan. Tài sản của hắn bây giờ không ít, ngoài số lượng lớn tiên nguyên thạch trong tay, trên người còn có rất nhiều tài liệu quý hiếm của hôi giới, ma giới, tích lân không cảnh. Thông qua mặt nạ luân hồi điện, một mặt hắn dùng tiên nguyên thạch mua sắm, mặt khác dùng các loại tài liệu quý hiếm trao đổi đã gom góp đủ các tài liệu chủ chốt của thiên thanh đan, chỉ còn thiếu một số tài liệu, nhắc tới cũng trùng hợp, đúng lúc tìm được tại thanh hồ thành này. Mặc dù Diệp Loa đã nghe Diệp Tố Tố nói chuyện này, nhưng mà khi xem xong ngọc giản, sắc mặt cũng khẽ biến. Hàn mỗ cần số lượng lớn linh thảo, mà số năm yêu cầu cũng rất cao, nhưng tộc trưởng yên tâm, hàn mỗ không để thanh hồ tộc cung cấp miễn phí, đây là thù lao. Hàn Lập lấy ra một pháp khí chữ vật, đặt ở trên bàn. Hàn Đạo Hiếu có đại ân đối với thiếp thân cùng tiểu nữ, đáng ra phải dâng tặng những linh thảo này mới đúng, chỉ là những năm gần đây tộc ta phát triển không tốt, rất thiếu thốn các loại tài nguyên tu luyện, khoản tiên nguyên thạch này, thiếp thân đành mặt dày nhận lấy. Diệp Loa dùng thần thức quét qua pháp khí chữ vật, sắc mặt vui mừng, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Tộc trưởng đừng khách khí như thế, phải như vậy mới hợp lý. Hàn Lập khoát tay áo, nói ra, tố tố, người truyền lệnh xuống dưới mang những tài liệu hàn đạo hữu cần tới đây diệp loa lấy ngọc giản đưa cho diệp tố tố ở bên cạnh phân phó vâng diệp tố tố đáp ứng một tiếng lui xuống hàn đạo hữu thứ lỗi cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu người đến thanh hồ thành của chúng ra rốt cuộc là muốn làm chuyện gì chờ diệp tố tố rời khỏi hai mắt diệp loa nhìn chằm chằm hàn lập mở miệng hỏi tộc trưởng không cần lo lắng hàn mỗ không có ác ý gì với thanh hồ thành chỉ là rất thích phong cảnh nơi đây vừa thanh tịnh vừa an toàn, muốn ở đây bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Không biết có được hay không, Hàn Lập hơi trầm ngâm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Chỉ có như vậy thôi, Diệp Loa nghe nói lời này, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, những thứ khác của thanh hồ tộc các ngươi, ta không để vào mắt, tộc trưởng có thể yên tâm. Hàn Lập tùy ý phất tay nói, như vậy là thiếp thân suy nghĩ nhiều rồi, nếu như Hàn Đạo Hữu chỉ muốn ở lại thanh hồ thành tu luyện, tiếp thân rất hoan nghênh, đạo hữu muốn ở bao lâu cũng được. Diệp Loa cẩn thận quan sát từng cử chỉ biến hóa trên khuôn mặt Hàn Lập, thấy không có vẻ nói dối, trong lòng lúc này mới buông lòng, khuôn mặt giãn ra cười nói. Đa tả tộc trưởng thu lưu, bất quá tin tức ta và đề hồn ở đây, mong rằng tộc trưởng có thể giúp đỡ che giấu một chút, như vậy đối với song phương chúng ta đều có lợi. Hàn Lập cảm ơn một tiếng, sau đó thâm ý nói. Không vấn đề, Diệp Loa nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu đáp ứng hai người coi như đã thẳng thắn nói xong chuyện chính, trong lòng đã buông lỏng một chút, bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn luận các sự tình bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch. Diệp loa tộc trưởng, hàn mỗ nhìn thấy trên điển tịch, tộc đàn yêu tộc trong Kim Nguyên Sơn Mạch không nhiều, mà phần lớn là từ ngoại giới di chuyển tới. Thanh hồ nhất tộc các người am hiểu thần thông một thuộc tính và huyễn thuật, có chút không phù hợp với hoàn cảnh của Kim Nguyên Sơn Mạch này, quý tộc hẳn là cũng từ bên ngoài di chuyển đến. Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi hàn đạo hữu nói không sai đúng là rất nhiều năm trước tộc ta mới từ bên ngoài di chuyển đến sau đó định cư luôn ở đây diệp loa gật đầu nói tha thứ ta mạo muội không biết quý tộc từ chỗ nào chuyển đến hàn lập truy vấn cái này ta cũng không rõ lắm điển tịch trong tộc cũng không ghi chép lại ta nhớ trước kia có đọc qua một bản chép tay của tổ tiên tựa hồ bản tộc di chuyển từ phương nam kim nguyên đại lục tới a chỉ là việc này quá xa xưa ta cũng không chắc chắn lắm hàn đạo hữu người hỏi chuyện này làm gì Diệp Loa Kỳ quái hỏi, không có gì, chỉ là rất nhiều năm trước, ta đã từng gặp được một vị hồ tộc khác có họ liễu, cảm thấy có chút tương tự với thanh hồ nhất tộc các ngươi, cho nên mới tùy tiện hỏi một chút. Hàn Lập cười nói, hồ tộc họ liễu, căn cứ theo điển tịch trong tộc ghi chép lại, năm đó thanh hồ nhất tộc chúng ta vừa mới định cư chỗ này, sau đó có một vị nữ tiên tổ liễu mị gia nhập tộc ta, bí thuật bồi dưỡng linh thảo, chính là do vị tổ tiên này mang tới. Nói cho cùng, ta cùng tố tố đều xem như hậu nhân của vị tiên tổ này, chỉ là lai lịch cuộc đời vị tổ tiên liễu mị này chưa bao giờ được đề cập đến, là một nhân vật hết sức thần bí trong lịch sử tộc ta. Chắc là lão nhân gia ngài có quan hệ cùng với hồ tộc họ liễu mà Hàn Đạo Hiếu vừa nói. Nhãn tình diệp loa tộc trưởng sáng lên, suy đoán nói. Ta đây cũng không rõ lắm, Hàn Ngỗ cùng vị hồ tộc họ liễu kia không tiếp xúc quá nhiều nên không biết bọn họ có am hiểu bồi dưỡng linh thảo hay không. Hàn lập lắc đầu, nói ra, Hàn Đạo Hiếu, liên quan tới vị hồ tộc họ liễu kia, không biết người có thể kể lại rõ ràng cho thiếp thân biết không? Diệp Loa nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng tựa hồ chưa từ bỏ ý định, hỏi lại. Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi kể lại chuyện năm đó, dọc đường man hoang giới vực, quá trình gặp được Liễu thị hồ tộc, nói đại khái một lần, nhưng mà giấu đi những chuyện liên quan tới hắn. Diệp Loa nghe được những lời này, chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Vào thời khắc này, Diệp Tố Tố từ bên ngoài bay tới, lấy ra một pháp khí chữ vật đưa cho Hàn Lập. Hàn tiền bối, linh thảo ngươi muốn đều ở bên trong, xin mời kiểm tra một chút. Hàn lập tiếp nhận pháp khí chữ vật, thần thức quét qua, gật đầu hài lòng. Nếu như thế, chúng ta cũng không ở đây quấy dày Hàn đạo hữu nữa. Đa tạ Hàn đạo hữu đã nói cho ta biết những chuyện này. Diệp loa đột nhiên đứng dậy, mang theo Diệp tố tố còn chưa hiểu chuyện gì cáo từ. Hàn lập tiến hai người ra ngoài, sau đó lấy tay khép cửa phòng lại. Ngươi cảm thấy vị tộc trưởng Diệp loa này như thế nào? những lời nàng vừa nói có thật lòng hay không. Hàn lập đứng yên lặng một lát, rồi bỗng nhiên quay về phía hư không nói. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn hiện ra một quang môn, thân ảnh đề hồn từ đó hiện ra. Thần hồn vị diệp loa tộc trưởng này khá tinh khiết, cũng không phải là loại người tâm khẩu bất nhất. Ta vừa nãy cũng tra xét rõ ràng, thần hồn ba động lúc nàng nói chuyện không dị dạng biến hóa, tất cả những lời nói đều là thật. Đề hồn suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy là tốt rồi, không uổng công tối hôm qua ta hao phí nguyên khí giúp nàng khu trừ hàn độc. Hàn lập nghe vậy, sắc mặt buông lỏng nói, sau khi đề hồn thức tỉnh, thần thông pháp tác tăng mạnh, không những có thể xem thấu bản chất của người khác, còn có thể thông qua cảm giác ba động thần hồn của đối phương phán đoán đối phương có nói dối hay không, làm cho hắn thấy rõ không ít chuyện. Chủ nhân, hồ tộc họ liễu mà người vừa mới nói cùng diệp loa tộc trưởng hẳn là muội muội liễu nhạc nhi của người đang ở thiên hồ nhất tộc kia. Đôi mắt đẹp đề hồn lóe lên, hỏi, không sai, đúng là ta muốn hỏi thăm quan hệ của hai người đó một chút. Hàn lập nhẹ gật đầu, vậy thanh hồ nhất tộc có phải là một chi nhánh của thiên hồ nhất tộc hay không? Đề hồn hỏi, ta từng cảm nhận qua huyết mạch chi lực của thiên hồ nhất tộc trên thân bọn người hồ tam, rất giống với huyết mạch thanh hồ của đám người diệp tố tố, kết hợp với lúc trước nhắc tới liếu mị lão tổ kia, ta nghĩ giữa bọn họ hơn phân nửa là có quan hệ. Hàn lập trầm ngâm nói, chủ nhân từng chịu ân tình liếu thị hồ tộc, kỳ thật lưu lại nơi đây bế quan, ngoại trừ cầu sự thanh tịnh bên ngoài cũng là muốn bảo hộ thanh hồ tộc này a à. đề hồn gật đầu nói đây chỉ là ngộ biến tùng quyền thôi chờ đến thời điểm rời khỏi nơi này ta sẽ lưu lại cho các nàng một số chỗ tốt tiếp theo ta dự định bắt đầu bế quan tu luyện chẳng biết tại sao gần đây luôn có cảm giác tâm thần bất an tựa hồ có nguy hiểm nào đó đang đến gần nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên mới được hàn lập không quan tâm đến chuyện này quá lâu nói sang chuyện khác Chương 1011, người không tưởng tượng nổi. Trực giác của chủ nhân từ trước đến nay đều chuẩn cả. Xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian bế quan một lúc mới được. Không nói tăng tu vi nhưng tối thiểu phải khôi phục lại nguyên khí trước lúc hao tổn. Đề Hồn nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt khẽ biến, lập tức nói: "Hàn Lập không nói gì nữa, lập tức tại xung quanh tiểu viện sắp xếp. Hắn lấy ra mấy bộ trận kỳ, bố trí xung quanh tiểu viện" sau đó trong phòng của mình và đề hồn bên trong viện bày ra mấy tầng cấm chế, xác định không sơ hở tí nào mời dừng tay lại. Hai người lập tức tách ra bắt đầu bế quan, Hàn Lập đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tính tọa nửa ngày, để tinh thần khôi phục bình tĩnh, sau đó lật tay lấy ra lò đan màu bạc. Hắn phất tay áo lên, một mảnh ánh sáng màu xanh bay ra từ trong tay áo lướt trên đất, lập tức trên đó hiện ra các loại linh tài. Những linh tài này đều là tài liệu của thiên thanh đan, Hàn lập há miệng phun một cái, bay ra một đoàn hỏa diễm màu bạc hạ xuống phía dưới lò đan kia, chính là tinh viêm hỏa điều. Nhờ sự thiêu đốt của hỏa diễm màu bạc, lò đan trở nên nóng rực. Hắn lấy ra những tài liệu giống nhau, để vào trong lò đan, bắt đầu luyện đan. Giờ khắc này, trong đại điện nghị sự của thanh hồ nhất tộc, ba người diệp loa, khâu trưởng lão, diệp tố tố đều tề tụ ở đây. Tộc trưởng, thật sự người muốn giữ tu sĩ nhân tộc kia ở lại trong tộc hay sao? Ta cảm thấy hành động như vậy không ổn, lai lịch người này không rõ, hơn nữa lại là nhân tộc. Đại đa số tộc nhân trong tộc ta căm thù tu sĩ nhân tộc đến tận xương tủy, nếu giữ lại ở nội thành, khó tránh khỏi dẫn phát tâm tình bất mãn của tộc nhân. Khâu trưởng lão nhíu mày trầm giọng nói ra, "Khâu trưởng lão yên tâm, Hàn đạo hữu lưu lại trong tộc là có ý định bế quan tu luyện ở chỗ này, sẽ không thường xuyên đi đi lại lại bên ngoài. Hơn nữa, hắn muốn chúng ta che giấu tung tích sau đây chúng ta sẽ thông báo với bên ngoài rằng hắn đã ly khai thanh hồ thành, việc này chỉ có cao tầng chúng ta biết là được. Diệp loa lắc đầu, nói ra, thế nhưng dù sao người này cũng là nhân tộc, tâm tính khó dò, và lại tu vi cao cường, giữ lại trong tộc giống như một cái tai họa ngầm A. À. Khâu trưởng lão có chút không cam lòng nói ra, người ta giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, hôm nay chỉ đưa ra yêu cầu ở lại đây tu luyện, nếu chúng ta không đáp ứng, có phải là quá mức hẹp hòi hay không? Diệp loa khoát tay chặn lại, nói ra, khâu trưởng lão ta cảm thấy hàn tiền bối và đề hồn đạo hữu đều không phải người xấu hơn nữa thực lực hàn tiền bối mạnh như thế thanh hồ nhất tộc chúng ta những năm gần đây nguy cơ tứ phía nói không chừng sau này còn muốn mượn sức của người đấy diệp tố tố mở miệng nói thêm nếu như tộc trưởng cùng thiếu chủ đều cho rằng như thế vậy để hắn lưu lại đi chẳng qua thân phận người này không rõ nên an bài ít nhân thủ âm thầm theo dõi bọn hắn cẩn thận khâu trưởng lão trầm mặc một lát đành phải lui một bước nói cũng tốt vậy chuyện này về sao giao cho khâu trưởng lão đi chỉ là hàn đạo hữu tinh thông dò xét chi thuật khi an bài người theo dõi cần phải cẩn thận đừng để hắn phát hiện diệp loa suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng có lý liền gật đầu nói tộc trưởng yên tâm khâu trưởng lão đáp ứng đi nhanh xuống ba năm sau hàn lập ở trong gian phòng mật thất hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào lò đan màu bạc nắp lò đan lóe lên hào quang ngay lập tức bay lên lơ lửng trên không trung hàn lập bấm pháp quyết móc một cái lập tức năm viên đan dược màu lam từ trong bay ra, rơi vào một bình ngọc. Mỗi viên đan dược đều lớn như trái nhãn, toàn thân xanh lam, giống y màu bầu trời, tỏa ra từng trận mùi thuốc mờ mịt. Bên cạnh hắn giờ phút này bày hơn 10 cái bình ngọc, mỗi bình ngọc dù đã đẩy kín vẫn ngửi thấy mùi thuốc. Hàn Lập nhìn những bình ngọc quanh người, lộ vẻ hài lòng. Thiên thanh đan này chính là đan dược cấp thái ất lần đầu hắn luyện ra. Ngay từ đầu tuy rất khó khăn, cũng may hắn có thần thông chân ngôn bảo luân, còn có kinh nghiệm luyện đan trước kia, mới tăng cao được xác suất luyện đan thành công. Hàn Lập phất tay thu lò đan và tinh viêm hỏa điều vào, sau đó cầm một bình ngọc, đổ ra một viên thiên thanh đan, uống xuống rồi vận chuyển công pháp. Kim quang trói mắt trên người Hàn Lập nổi lên, biến mật thất chung quanh thành màu vàng. Bế quan năm tháng, thời gian trôi qua như thoi đưa, trong nháy mắt lại qua trăm năm. Kim Nguyên Tiên Cung, trong một tòa cung điện to lớn màu vàng son lộng lẫy, một gã trung niên nam tử đang mặc cẩm bào trắng, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa điện kim long, hai tóc mai hoa dâm, đôi mắt thâm sâu, thoạt nhìn dường như đã trải qua những năm tháng đầy tang thương. Đúng là tiên cung cung chủ, đông phương bạch, giờ phút này, ánh mắt y tĩnh mịch, chậm rãi đảo qua một người đang đứng phía dưới, tuy rằng trên mặt không có vẻ gì là phẫn nộ, nhưng trong lòng tên kia vẫn run lên, thở mạnh cũng không dám. Tên đứng bên dưới đó có dáng người không quá cao lớn, cũng có vẻ anh Tuấn người người, là một thiếu niên mặc hoa phục rực rõ, dung mạo thoạt nhìn chẳng qua hơn 14, 15 tuổi, thế nhưng đôi mắt kia lại như giếng xưa khô cạn, lộ ra dáng vẻ già nua. Đào trưởng lão, ta tìm cho người thân thể này để đoạt xá không phải là cho người hưởng thụ an nhàn rảnh rỗi. Vì sao đã qua hơn trăm năm, nửa điểm tin tức nơi hạ lạc của Hàn Lập đều tìm không thấy. Đông Phương Bạch chậm rãi mở miệng, hỏi, cung chủ, tên Hàn Lập kia từ lúc chạy trốn khỏi thiên tùng quan liền tận lực ẩn tàng hành tung, tựa hồ hắn biết chúng ta nhất định sẽ điều tra, một mực không thấy lộ mặt tại bất kỳ tòa thành trì lớn nào của tiên vực. Hơn phân nửa hắn đã ẩn núp tại nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, muốn tìm ra quả thực không dễ. Thiếu niên nghe vậy, thần sắc siết chặt, cuống quyết giải thích. Thiếu niên này dĩ nhiên là đào cơ đã đoạt xá người khác trùng sinh thành công, y dung hợp với thân thể này chưa lâu, cho nên âm thanh hôm nay biến thành lanh lành, không hề giống giọng trung niên khi xưa, thật không phù hợp. Mắt thấy sắc mặt đông phương bạch biến thành hơi trầm, Đào Cơ càng bất an, hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói thêm, tên kia tuy không hiện thân tại các thành lớn, tức là sẽ không sử dụng truyền tống trận cự ly xa, có thể thấy được hắn chưa ly khai Kim Nguyên Tiên vực chúng ta, chỉ cần cho thuộc hạ chút thời gian, nhất định có thể tìm ra hắn. Đông Phương Bạch nghe vậy, ánh mắt hơi nhíu lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng thần sắc hơi đổi, nói, đã trở về. Tiếng nói vừa dứt không bao lâu, bên ngoài cửa điện liền có người hô to, muốn vào điện cầu kiến. Chờ Đông Phương Bạch hô to một tiếng vào đi, cửa điện chậm rãi được đẩy ra, một lão giả mũi dài, tóc xám gầy nhọn và một đại hán áo đen thân mang quỷ đầu đao, kề vai sát cánh tiến vào. Bái kiến cung chủ đi đến bên cạnh đào cơ, hai người kia đồng thời dừng bước, khom mình hành lễ. "Không cần đa lễ, chuyện giao cho các ngươi điều tra thế nào rồi?" Đông Phương Bạch khoát tay áo, nói ra, đại hán áo đen và lão giả tóc xám liếc nhau một cái, lão giả nhíu mày, ý bảo đại hán nói trước đi đại hàn áo đen liền không do dự mở miệng nói trước bẩm cung chủ thuộc hạ phụng mệnh tiến về thiên tùng quan xem xét tình huống lúc trước phát hiện dấu vết chiến đấu lưu lại chỗ đó đã bị người tận lực phá hủy hầu như không còn chấn động của lực lượng pháp tác trong hư không cũng đã bị thanh trừ sạch sẽ nói như vậy hắc đao ngươi không thu được gì sao đông phương bạch nghe vậy hơi nhíu mày nói tuy rằng dấu vết chiến đấu bị thanh trừ sạch sẽ thế nhưng tàn hồn của tu sĩ tiên cung chết trận lại chưa hoàn toàn bị xóa sạch thuộc hạ dùng bí thuật quỷ đạo thu nhiếp được một bộ phận, theo mảnh vỡ trí nhớ hỗn tạp ở bên trong đã thấy được một bộ phận hình ảnh chiến đấu của ngày hôm đó. Từ trong đó có thể biết được, kẻ nọ có một thân lực lượng huyền tu sâu không lường được, huyền khiếu sáng lên hơn 900 chỗ, khí lực gần như có thể so với tu sĩ đại la. Đại Hàn áo đen tên là Hắc Đao lắc đầu, nói ra: "Hơn 900 huyền khiếu, trách không được 90 kim tiên hợp lực thúc dục lưỡng nghi âm dương trận cơ bản không có tác dụng đối với hắn." Đào Cơ nghe vậy, bả vai buông lỏng, thì thào nói ra. Ngày đó đào trưởng lão tự mình đối địch, thậm chí mấy thứ này còn không biết. Còn cho rằng đối phương có thể dễ uốn dễ nắn, quả thực buồn cười. Đông phương bạch rốt cuộc đã có chút giận dữ, mở miệng nói. Cái này, là thuộc hạ sơ sót, đào cơ nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Ngay từ đầu gã ôm lòng khinh thị hàn lập, cũng không quá để ý đến thủ đoạn dùng khí lực của hắn, Chờ đến lúc Hàn Lập pháp quyết bất thường thì liền gã đã bị đánh cho bỏ chạy chối chết, xác thực không phát hiện được quá nhiều. Việc này cũng không thể trách đào trưởng lão, kẻ này từ dung mạo đến thân pháp đều dùng thủ pháp che giấu đi. Trong tình huống hoảng loạn không xem xét cẩn thận, chính xác không thể điều tra được quá nhiều. Thuộc hạ vì nhờ có một thân quỷ đạo bí thuật mới có thể nhìn xuyên thấu qua vong hồn thấy rõ chân tướng. Thân sắc hắc đao không đổi, nói ra, trừ điều đó ra, còn phát hiện gì nữa không? Đông Phương Bạch hiển nhiên không có ý định truy cứu, hỏi tiếp. Trên người kẻ này có ít nhất 3 loại chân linh huyết mạch, theo thứ tự là Sơn Nhạc Cử Viên, Chân Long và Du Thiên Côn Bằng, cho nên có một thân man lực vô cùng to lớn điều khiển ngược lại âm dương đại trận, đập chết cho đám người thúc dục trận. Lực lượng thân thể như thế, so với Đại La Huyền Tiên, cũng không quá đáng. hắc Đao nói tiếp, nếu như thế, ngay thời điểm hắn truy kích ta, ta còn nhận ra một tia lực lượng lôi bằng trong cơ thể hắn, nghĩ đến hẳn cũng là một loại chân linh huyết mạch. Đào cơ bỗng nghĩ tới một chuyện, vội vàng bổ sung. Thật kỳ lạ, một tên nhân tộc mà thân có bốn loại chân linh huyết mạch, đều là chân linh cao cấp nhất. Hắn làm thế nào mà không bị huyết mạch cắn trả đây? Lông mày đông phương bạch không khỏi nhíu lại, nói ra. Lão giả tóc xám đứng một bên nghe đại hán bẩm báo, đôi mắt xoay tròn không ngừng, trên tay nắm hơn 10 miếng ngọc giản đảo qua trái phải liên tục, tựa như lựa chọn cái gì ở bên trong. Người này còn tu luyện thời gian công pháp, có thể ngưng hóa thành một bảo luân màu vàng, một khi bị nó chạm đến lập tức bị trói buộc, ngừng động tại chỗ, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, toàn bộ cơ thể và suy nghĩ đều bị chậm lại. Đào cơ còn nói thêm, chân linh huyết mạch, đại la huyền tu, trí tôn pháp tắc, thái ất tu vi. Các người có thể tưởng tượng bốn thứ này có thể tập hợp lại trên thân một người sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu thật sự có người như thế, chỉ sợ sớm đã dương danh lập vạn trong tiên vực này rồi, làm sao lại ít xuất hiện như thế, tìm tung tích cũng khó khăn, có phải các người đã lầm lẫn cái gì hay không? Thần sắc Đông Phương Bạch do dự, gật đầu hỏi. Tuy rằng nếu thật sự trên tay người kia nắm giữ tiểu bình thì hoàn toàn có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà tiến cảnh kinh người, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ đến tình trạng như thế, có thể hòa nhập bốn loại thuộc tính cường đại vào một thân. Cung chủ, lúc này, lão giả tóc xám một mực trầm mặc bỗng nhiên mở miệng. Lữ vân trưởng lão, có gì muốn giải thích gì sao? Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn lão một cái, hỏi, bẩm cung chủ, không dám nói tới giải thích, chỉ là thuộc hạ chạy ngược xuôi những năm này, đã tìm được một ít đồ vật có ý tứ. Cung chủ không ngại xem trước một cái, có lẽ sẽ giúp người hiểu rõ kẻ này. Lão giả tóc xám chắp tay trả lời. Dứt lời, lão đem bảy tám miếng ngọc giản đã được chọn ra, hai tay cung kính trình lên. mười 1012, trùng hợp tập trung vào cùng một người. Đông Phương Bạch nghe lão giả tóc xám nói vậy, lông mày cao lại, năm ngón tay búng ra, một vệt kim quang từ lòng bàn tay gã bay ra cuốn những ngọc giản kia về gã đặt từng ngọc giản lên mi tâm tra xét từng cái càng xem lông mày của gã càng nhíu lại vẻ kinh nghi trên mặt càng ngày càng sâu đậm người xác định người nói tới trên ngọc giản này là cùng một người một lát sau đông phương bạch bôm ngọc giản cuối cùng xuống thần sắc ngưng trọng hỏi bẩm cung chủ trong hơn trăm năm qua thuộc hạ sử dụng tất cả thám tử dưới tay mình đi tra xét Mặc dù thực lực bọn chúng không cao nhưng việc tìm hiểu tin tức lại có chút bản lĩnh. Ban đầu chúng ta tra sự việc này sinh từ Bắc Hàn Tiên vực, không tra thì không biết nhưng tra xét thì mới phát hiện năm đó lúc Bắc Hàn Tiên cung tiêu diệt Trúc Long Đạo Bách Lý Viêm, tên Hàn Lập này đã từng lọt vào tầm mắt của bọn họ, bất quá khi đó hắn dùng tên giả là Lệ Phi Vũ. Tiếng nói Lữ Vân lanh lành, nói ra, đào vũ con ta chính là bị hắn giết tại thời điểm này. Mặt đào cơ lộ vẻ thống khổ, nói ra, trong trúc lòng đạo có dấu thời gian công pháp chân ngôn hóa luân kinh có lẽ thời gian pháp tác chi lực của hắn chính là tu luyện từ nơi đó đông phương bạch không để ý đến đào cơ chậm rãi nói không sai sau này trong một số tin tức danh hào lệ phi vũ còn hiện qua mấy lần bất quá mỗi một lần tin tức đều không rõ ràng có thể thấy được hắn cố ý che giấu tung tích trừ lần đó ra một tính danh là lệ hàn cũng xuất hiện qua một chút có chút đặc thù rất tương ứng với tên hàn lập này rất có khả năng là hắn dùng tên giả lữ vân gật gật đầu còn nói thêm việc này sao có thể nếu theo những ngọc giản này ghi lại lúc này mới qua bao nhiêu năm mà dấu chân của hắn đã trải rộng khắp mấy cái tiên vực như bắc hàn hắc sơn hắc thổ man hoang và kim nguyên mà xét về mặt thời gian những sự kiện lớn ở những khu vực này năm đó tựa hồ như có như không quan hệ với hắn đông phương bạch nghi ngờ nói theo thuộc hạ điều tra trúc long đạo bị hủy diệt minh hàn tiên phủ hiện thế và di tích chân môn môn khởi động lại xét về mặt thời gian đều rất khớp với người này đồng thời cũng có một ít chứng cứ chứng minh hắn đã từng tham dự qua lại thêm hai huynh đệ công thâu gia tộc công thâu thiên và công thâu cửu chết tựa hồ hắn không thoát khỏi liên quan lữ vân không nhanh không chậm nói ra đông phương bạch càng nghe thần tình trên mặt càng ngưng trọng trầm ngâm một lát rồi hỏi sau chuyện di tích chân môn môn hắn đã đi đâu tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở kim nguyên tiên vực chúng ta Cung chủ, trước ngài nhìn cái này một chút, vừa nói, Lữ Vân lại lấy ra một ngọc giản, đưa tới. Đây không phải là đạo tổ Phùng Thanh Thủy năm đó đi công chuyện ở hôi giới sao? Đông Phương Bạch nhận lấy, rất nhanh liền tra xét qua, ánh mắt nghi ngờ hỏi. Lần hành động trong hôi giới đó thì không ít người từng xuất hiện trong di tích chân ngôn môn cũng xuất hiện ở nơi đó. Cho nên ta nghĩ, hàn lập này hơn phân nửa cũng đã đi nơi đó, sau đó không biết sao lại đến ma vực, rồi lại gián tiếp trở về tiên giới, rồi mới phát sinh sự tình sau này. Lữ Vân nói xong lời cuối cùng, nhìn đào cơ một cái. Lời nói của lão vừa buông ra, đại điện trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Trên mặt đào cơ lúc xanh lúc đỏ, nhưng tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, chán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi. Người này qua lại rất thân thiết với luân hồi điện, hơn nữa có thể du tẩu giữa các đại giới vực mà vẫn không tổn thương chút nào, tu vi càng liên tục tăng lên, các người nghĩ như thế nào? Thân thể Đông Phương Bạch nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngưng trọng hỏi. Không nói đến thực lực của hắn, chính là tốc độ tiến cảnh nhanh chóng nên có thể thấy thân phận hắn không đơn giản. Có thể đồng thời cùng một phe với luân hồi điện và ma tộc chỉ sợ bối cảnh sau hắn. Không đơn giản, hắc đao trầm mặc một lúc lâu, sau đó mở miệng nói ra. Hàn lập nếu ở đây, chỉ sợ sẽ giờ khóc giờ cười, hắn làm sao cũng không thể nghĩ ra, mấy người kia sau một phen phân tích, vậy mà đưa đến kết luận như thế. Nói như vậy, chẳng phải ta trêu chọc phải một tồn tại mà chính mình căn bản không trêu chọc nổi. Đào cơ sau một phen tự định giá, trên mặt lập tức toát ra vẻ hối hận. Cung chủ, Lữ Vân khẽ không người, chậm rãi nói ra, mặc dù hắc đao không nói tiếp, rõ ràng cũng đang chờ Đông Phương Bạch quyết định. Đông Phương Bạch từ trên ghế lớn kim long đứng lên, thong thả bước tới bước lui, lông mày nhíu chặt, tâm tư xoay chuyển liên hồi nhanh như bị điện. Trầm ngâm một lúc lâu, gã mới dừng bước lại, nhìn về phía mấy người, nói ra: Mặc kệ tu vi hắn như thế nào, cũng mặc kệ bối cảnh phía sau hắn như thế nào, chỉ cần liên quan đến món đồ kia, ta vẫn một đường truy đuổi hắn. Sau khi tìm ra tung tích của hắn, nhớ không được tự tiện hành động, nhất định phải thông báo về, chờ ta bên này thống nhất bố trí đã. Vậy nếu xảy ra xung đột, nên làm thế nào cho phải? Lữ Vân lại hỏi, nếu xảy ra xung đột cũng không cần tránh, đại khái trước hết không cần hạ sát thủ. Đương nhiên, tận lực bắt sống hắn, chờ sau khi xác định rõ ràng món đồ kia thì lúc đó áp giải hắn về cửu nguyên quan định đoạt. Đông Phương Bạch ra lệnh, Tuân, Mệnh, ba người Lữ Vân đều có chút trần chờ nói. Nhớ kỹ, việc này chỉ các ngươi được biết, nếu có người lộ tin tức ra ngoài, để đám giám sát sứ thiên đình kia biết được, chớ trách kim nguyên tiên cung ta không tha các ngươi. Thần sắc Đông Phương Bạch ngưng lại, lạnh lùng nói, vâng, lần này, ba người đáp vội, không dám trần chờ. Đợi ba người lui ra, Đông Phương Bạch đi đi lại lại trong biển, bước chân thong thả nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Đây là lần đầu tiên gã đụng phải loại người cổ quái như Hàn Lập, rõ ràng bất luận thực lực hay là bối cảnh đều rất kinh người, lại tham dự nhiều sự kiện lớn như thế nhưng có thể ẩn giấu hành tung tốt đến như vậy. Huống hồ, đường đi của gian ẩn náu trong cỏ kéo dài ngàn dặm, những gì triển lộ trước mắt gã rất có thể chỉ là một phần nhỏ của Hàn Lập một người như vậy lại không bị thiên đình chú ý tới đây mới thật là chỗ đáng sợ trung thổ tiên vực một mảnh không gian hư vô không biết tên trong hư không lơ lửng từng đoàn từng đoàn mây đen màu máu trong mây đen che phủ đầy trời khắp nơi lộ ra một mùi huyết tinh xa xa có thể thấy được từng kiến trúc màu đen với mái hiên uốn lượn hình dạng dữ tợn từ trong đám mây màu máu lộ ra một nửa góc mái hiên huyết phân tựa như tán cây trong rừng núi trồng lên nhau tầng tầng càng lên cao càng nồng đậm dày đặc chỉ thấy phía dưới cùng của huyết vân, một ngôi đền đá trắng cao mấy trăm trượng đứng sừng sững, phía trên dùng chữ cổ truyện văn khắc hai chữ lớn bắt mắt màu đỏ như máu tiên ngục. Đinh đương, cách ngôi đền không xa là một tòa đại điện màu đen có mái hiên uốn lượn bên trong huyết vân. Ở trên mỗi góc mái trước đại điện có treo một cái chuông gió tám cạnh lớn chừng đầu con trâu, mặc dù không thấy có gió thổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn đung đưa, vang lên một trận tiếng chuông thanh thúy. Khi tiếng chuông vang lên, trong hư không liền có một vầng sáng màu vàng nhạt lăn tăn, ở trong có phủ văn lóng lánh, xua tan đi mấy phần mùi huyết tinh dày đặc ở xung quanh đại điện. Ngay chỗ cửa đại điện có hai tên võ sĩ giáp đen thân cao hơn trưởng canh gác, đều mặt xanh nhanh vàng, lưng hùm vai gấu, một tên tay cầm khai thiên cửa phủ, một tên tay giơ cao phương thiên hỏa kích, trong hai mắt tờ máu dày đặc, lộ ra vẻ hung sát. Hai tên canh giữ đại điện, còn cửa điện thì khóa chặt, trên cánh cửa có treo một tấm hoành phi to lớn, nền màu đen chữ triện đỏ viết ba chữ lớn, mảnh màu vàng tài quyết điện. Trong đại điện, hai hàng cột lớn màu son đứng song song, phía trên treo từng cái thiết bài thú văn, bề mặt dùng triện văn tuyên khắc từng văn tự lớn chừng nắm đấm, nội dung đều mở đầu bằng hai chữ hình khởi. Tỷ như, hình khởi bêu đầu, phạt phản loạn chư ác, hình khởi diệt hồn, phạt lạm sát phạm nhân, hình khởi đốt hồn đăng, phạt liều tu cấm thuật. Trong điện ánh lửa lờ mờ, chậu than treo cao, bên trong có từng ngọn lửa màu đỏ sập, âm u đung đưa. Chỗ sâu trong đại điện, đứng trước một bàn trà hắc thiết rộng lớn, đưa lưng về phía cửa điện là một bóng người cao lớn hình dáng tướng mạo cổ quái tay chân dài hơn rất nhiều so với thường nhân bàn tay và bàn chân đều to lớn dị thường nhìn tựa như quạt bồ hương một tay gã vịn bàn trà tay kia nắm một ngọc giản cởi chân làn da hiện ra màu hỏa hồng nhìn tựa như bị thiêu chín phía trên khắc rõ từng vòng từng vòng đường vân cổ quái trên đỉnh đầu của gã còn mọc lên một chùm tóc đỏ giống như hỏa diễm phía trên thỉnh thoảng có từng đoàn từng đoàn ngọn lửa từ đó thoát ra nếu hàn lập ở đây nhất định sẽ nhận ra người này, đúng là một trong năm vị đệ tử phụng dưỡng một bên di la lão tổ giảng pháp mà hắn thấy năm đó, cũng là nghịch đồ phản bội lão tổ, kỳ ma tử. Nhiệt hỏa ai nhiệt hỏa, vi sư năm đó một phen khổ tâm, người có hiểu. Kỳ ma tử chậm rãi thả ngọc giản trên tay xuống, thở dài một hơi, tự lầm bẩm Xem ra người đệ tử ngươi quan tâm nhất, vẫn là hắn A. Lúc này, trong chậu than bên cạnh gã cách đó không xa, bỗng nhiên có một mặt người hỏa diễm bay lên, chật chật khen ngợi, vốn chỉ hy vọng hắn có thể rời xa vòng xoáy này không ngờ cuối cùng vẫn bị liên lụy vào mặc dù si dung một mực không được lòng ta nhưng lần đi chân ngôn môn đó nói cho cùng cũng là vì người sư tôn này không nghĩ tới hai người trời xui đất khiến tiến vào hôi giới kết quả tất cả đều chết ở trong đó kỳ ma tử thở dài một hơi nói ra chết thì như thế nào không phải đều không thể tìm về đại ngũ hành nguyễn thế quyết sao đã chết không có chút ý nghĩa nào đó chính là ngô xuẩn mặt người trong chậu than không để ý chút nào tới cảm thụ của gã, mở miệng cười khẩy nói. Không, sau chuyện này, ta điều tra, bọn chúng không phải là không thu hoạch được gì. Trước khi si dung tiến vào hôi giới, từng truyền về tin tức, ở trong chạm trán với một người. Rất cổ quái, hắn rất có khả năng chính là người có thu hoạch lớn nhất trong lần truy tìm di tích chân môn môn này, mà hoàn hảo chính là đại ngũ hành huyễn thế quyết rất có thể ở trên tay hắn. Kỳ ma tử không thèm để ý chút nào, chậm rãi nói ra tên kia là ai, hiện tại nơi nào, mặt người hỏa diễm hỏi vội, hắn tên là Hàn Lập, gần trăm năm trước, từng lộ diện tại Kim Nguyên Tiên Vực. Ánh mắt kỳ ma tử hơi chấp động, mở miệng nói ra. Khắc khắc, xem ra đúng là thời điểm để cho ta ra tay, ở tiên ngục này thời gian dài như vậy, thật đúng là nhớ đến không khí bên ngoài. Chúng ta đã thỏa thuận, lần này chỉ cần ta giúp người bắt tên này về, người sẽ để ta thỏa thích đốt sông nấu biển một lần. Yên tâm, ta đã chọn địa phương tốt, chỉ là một chỗ hạ giới không đáng chú ý, sẽ không đưa tới bất cứ phiền phức gì cho ngươi. Mặt người hỏa diễm bay lên cao, dừng tại nóc nhà, phát ra một tiếng khạc khạc quái dị nói. chương 1013, lời khó nói. Kỳ ma tử không quan tâm tới lời nói của mặt người hỏa diễm, sau khi suy nghĩ một chút, tùy ý lấy tay hôi nhẹ trong chậu than một cái, mặt người hỏa diễm liền bị tách ra khỏi đoàn hỏa ảnh. Sau khi nó rời khỏi chậu than, thân hình dần ngưng thực, hóa thành một người tóc lửa, tay chân to lớn, hình dáng giống hệt kỳ ma tử đứng bên cạnh. Nương theo ngọn lửa trong lòng bàn tay kỳ ma tử sáng lên, khí tức trên thân hỏa nhân đứng bên cạnh đột nhiên tăng vọt theo, cố gắng đạt tới ngang bằng tu vi của bản thân gã. Lần này ta tự mình xuất mã, người thay ta chấn thủ tiên ngục. Kỳ ma tử thu bàn tay về, mở miệng phân phó nói. Nếu như có người, người giả, do hỏa diễm biến thành còn chưa nói xong, liền bị kỳ ma tử cắt ngang. Nơi này là tiên ngục sẽ không có người lắm chuyện chuyến này ta chỉ mang theo một người, sẽ nhanh chóng trở về. Ngay cả ta mà cũng không mang theo, vậy ngươi mang theo người nào? Tên, người giả, hơi nghi ngờ, hỏi, y là một người quen, khóe miệng kỳ ma tử hơi nhếch lên, từ tốn nói. Dứt lời, gã cất bước đi ra cửa điện, khí tức trên thân bỗng nhiên thu lại, một đoàn hỏa diễm nổi lên quấn quanh thân thể, cả người hóa thành một quả cầu lửa, bay tới vùng không gian màu vàng sát chỗ huyết vân ở phía xa thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái đã qua 60 năm. Thanh Hồ Thành, bên trong thành trì, có một cái sân nhỏ yên tĩnh, nối liền với một con đường nhỏ lát đá xanh, được quét dọn sạch sẽ. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây, tạo thành các hình ảnh mờ nhạt hiện lên cảnh vật rất yên bình. Mấy đứa trẻ con tóc để trỏng, tay cầm trong chóng làm bằng nhiều loại giấy màu, chạy tới chạy lui trên đường nhỏ. Chúng nhìn mấy cái trong chóng đủ màu sắc quay tròn, bộ dạng rất vui vẻ. Thanh âm đùa giỡn cười nói của bọn trẻ bay qua bức tường viện không cao lắm, vang vọng khắp khuôn viên lân cận. Trong sân nhỏ có một dãy vườn hoa và một dãy trúc xanh đối diện nhau, chính giữa là một mảnh đất trống rộng rãi, đặt một bộ bàn ghế làm bằng đá, một thiếu nữ áo đen hình dáng thon thả đang ngồi ở trên ghế đá, một tay chống cằm, lắng nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ bên ngoài. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Đề Hồn. Sau khi khi tỉnh lại, nàng có được thần thông nhìn thấu lòng người, từ đó nàng rất thích lắng nghe tiếng cười trẻ nhỏ trong đó chứa đựng vẻ chất phác hồn nhiên không lo nghĩ làm cho tâm tình nàng vui vẻ thời khắc nàng đang mỉm cười bỗng nhiên tâm niệm khẽ động quay đầu ra sau lưng nhìn lại chỉ thấy cửa phòng chính mở ra hàn lập mặc một bộ trường bào màu xanh mới tinh vẻ mặt rất vui vẻ từ bên trong bước ra chủ nhân nhanh như vậy đã xuất quan chẳng lẽ đã đột phá bình cảnh đề hồn nhíu lông mày lại có chút ngạc nhiên hỏi đúng là không tốn quá nhiều sức lực bây giờ đã mở ra rất nhiều huyền khiếu tu luyện đại ngũ hành nguyễn thế quyết cũng là làm ít hưởng nhiều cho nên chỉ tốn có mấy trăm năm thời gian tất cả đều nằm trong dự liệu của ta hàn lập vừa cười vừa nói hắn còn chưa nói ra là chỉ cần hắn tiếp tục bế quan thì đột phá đến cảnh giới thái ất hậu kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian chúc mừng chủ nhân đề hồn nghe vậy trên mặt tràn đầy vui mừng nói ra trong khoảng thời gian này ngươi làm hộ pháp cho ta vất vả rồi thế nào thanh hồ tộc có gì bất thường không hàn lập dừng một chút tiếp tục nói không có cái gì bất thường cả, tộc trưởng của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục thương thế, diện mạo tinh thần cả thanh hồ tộc đều thay đổi rất nhiều, giống như trong tam quân có chủ soái, sĩ khí đại tăng, ngay cả kim mã tông bên kia cũng không dám gây ra sóng gió gì, yên tĩnh bình thường. Vốn ta còn lo lắng lúc chủ nhân đột phá sẽ gây ra động tính quá lớn, dẫn tới sự chú ý của người khác, không nghĩ tới ngay cả ta đều không phát giác chút nào. Đề hồn lắc đầu, nói ra, lần này phá cảnh, không có nhiều khó khăn lắm, có thể xem như nước chảy thành sông. Huống hồ, ta ở trong động thiên hoa chi bế quan, cửa vào động thiên bị ta dùng một bộ phong tuyệt đại trận che lấp khí tức, cho nên mới không gây ra động tĩnh gì. Bất quá sau này đột phá thái ất hậu kỳ, không thể ở trong động thiên hoa chi được nữa, động tính gây ra sẽ không nhỏ như vậy, đến lúc đó phải chuyển sang nơi khác mới được. Hàn Lập vừa cười, vừa nói. Trong lúc hai người Hàn Lập và Đề Hồn đang cười nói vui vẻ, tại một chỗ khác trong đại điện thanh hồ tộc lại đang diễn ra nghị sự vô cùng náo nhiệt tộc trưởng ngày đó lúc người kia đến trong tộc chúng ta ta đã cảm thấy rất khả nghi hiện tại tin tức từ tiên cung truyền ra hẳn là không sai a à. hắn chính là kẻ đầu sò tàn sát phàm nhân để tu luyện tà thuật về tình về lý chúng ta đều không thể để kẻ như vậy ở lại trong tộc khâu trưởng lão đứng ở trong điện mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng vội vàng nói đúng vậy theo lời khâu trưởng lão nói không phải là không có khả năng nhân tộc bụng giả khó lường, hạng người nào cũng có. Chúng ta không thể không phòng bị, một tên trưởng lão khác nghe vậy, đồng tình nói. Phía sau lưng gã, còn có mấy người mặc dù chưa nói gì nhưng thần tình trên mặt ngưng trọng, đều vội vã gật đầu. Chuyện này nhất định có hiểu lầm, con người Hàn Tiền Bối không màng danh lợi, khí độ thong dong, làm gì có chỗ nào phát ra nửa điểm khí tức tà tu. Chắc chắn hắn không phải là người trên bảng truy nã. Huống hồ nếu hắn đúng là kẻ xấu, chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu ta rồi lại xuất thủ cứu mẫu thân của ta diệp tố tố nghe vậy gương mặt đỏ bừng lên cãi lại dù sao đối bọn họ hàn lập đã có ơn cứu người trước đám người thanh hồ tộc sau khi nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử thiếu chủ tuổi tác còn ít không biết nhân tộc âm hiểm xảo trá không ai biết rút cuộc hắn có mục đích gì nếu như hắn có mưu đồ lớn há sẽ không làm chuyện trước thi ân sau hạ độc thủ Kể cả không phải như thế, cho dù hắn không làm chuyện ác nhưng ở lại trong Thanh Hồ tộc chúng ta cũng là một tai họa. hậu quả bao che tội phạm tiên cung truy nã này, chúng ta gánh chịu như thế nào được? Khâu trưởng lão thở dài, lắc đầu nói, đúng vậy a, à, nếu người tiên cung tra được nơi này, Thanh Hồ tộc chúng ta làm sao gánh được trách nhiệm, thậm chí cả Thanh Hồ thành e là sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một tên trưởng lão khác thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy, không thể như thế được, không thể vì một ngoại nhân mà bỏ mặc ngàn vạn sinh linh trong tộc. Tộc trưởng nghĩ lại, trong đại điện tranh luận ẩm ý, tiếng thở ngắn than dài nổi lên bốn phía. Các vị thúc bá trưởng lão, hàn tiền bối có ơn với chúng ta, lẽ nào thanh hồ nhất tộc chúng ta lại làm chuyện vong ân bội nghĩa, lấy oán trả ơn kia. Diệp tố tố thấy mọi người đa phần đều tán thành, lớn tiếng kêu gọi. Nàng vừa dứt lời, trong đại điện rốt cuộc yên tĩnh trở lại, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ áy náy. Ý tứ các vị, ta đã hiểu rõ, lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên, đám người nghe tiếng, nhao nhao nhìn về phía nữ tử đoan trang đang ngồi trên ghế lớn trong đại điện. Đó chính là mẫu thân của Diệp Tố Tố, tộc trưởng Thanh Hồ tộc Diệp Loa. Bất luận lời nói trên bảng truy nã của Tiên cung là thật hay giả, Hàn Tiền Bối có ơn đối với Thanh Hồ tộc chúng ta, chúng ta không thể có hành động lấy oán trả ơn kia." Giọng Diệp Loa bình tĩnh nói ra. "Mẫu thân minh giám, Diệp Tố Tố nghe vậy, liên tục gật đầu, nhưng mà, nếu Hàn Tiền Bối đã bị Tiên cung để mắt tới, chúng ta không thể tiếp tục lưu hắn ở trong tộc được nữa. Nếu không bất luận đối với chúng ta, hay là với hắn mà nói, đều là một tai họa. Diệp loa khoát tay cắt ngang lời Diệp Tố Tố, tiếp tục nói. Diệp Tố Tố nghe vậy, thân sắc buồn bã. Mặc dù nàng rất cảm kích khi được Hàn Lập cứu giúp nhưng thật ra với người thông minh như nàng, trong lòng vẫn biết những lời mẫu thân nói đều là thật, chỉ là trước đây một mực không muốn thừa nhận thôi, bây giờ mẫu thân đã mở miệng, nàng chỉ đành giữ im lặng. Đám người còn lại nghe vậy, dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, không ít người trong lòng buông lòng, thở ra nhẹ nhõm. Tố tố, hàn tiền bối là ngươi mang đến trong tộc, chuyện này cũng chỉ có thể để ngươi đi thương nghị với hắn. Thanh hồ tộc trưởng cúi mặt nhìn nữ nhi mình, nói ra. Diệp tố tố nghe vậy, há hốc mồm, định nói gì nhưng lại thôi, im lặng gật đầu. Thân phận người kia không rõ, để thiếu chủ tự mình đi thương lượng, ta không yên lòng. Việc này, hãy để ta đi. Khâu trưởng lão nghe vậy, sầm mặt lại, nói gấp. Khâu trưởng lão, trung quy hàn tiền bối vẫn là ân nhân thanh hồ tộc chúng ta, còn có một phần ân tình với tố tố. Nếu nguyên nhân tại nàng, duyên cũng để nàng giải quyết đi. Thanh hồ tộc trưởng lắc đầu, nói ra, khâu trưởng lão yên tâm, việc này hãy để tố tố đi kết thúc. Diệp tố tố hạ thấp người thi lễ một cái, nói ra, cái này, thôi, để ta đi cùng ngươi là được. Khâu trưởng lão thở dài một tiếng, nói ra, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai đạo độn quang cùng bay tới, hạ xuống một góc vắng vẻ bên ngoài sân nhỏ, mấy đứa trẻ con thấy hai người tới liền dối giết chạy tới, gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ. Hôm nay Diệp Tố Tố không rảnh chơi đùa cùng bọn chúng, để bọn chúng tự vui chơi đùa nghịch với nhau, còn nàng cùng khâu trưởng lão đi vào trước cửa tiểu viện, đưa tay gõ gõ cửa gỗ. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, trong viện liền vang lên một âm thanh nam tử ôn hòa nói, hai vị, mời vào. Diệp Tố Tố và khâu trưởng lão đẩy cửa vào, liền thấy Hàn Lập đang ngồi đối diện với đề hồn bên cạnh cái bàn đá trong sân, tay bưng một chén trà xanh cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ hàn tiền bối diệp tố tố đi vào chào hàn lập một tiếng nhưng lại nhớ đến mục đích mình tới đây trong lòng cảm thấy áy náy bất giác cúi đầu khâu trưởng lão vượt qua diệp tố tố nửa bước đưa thân thể nàng ngăn lại phía sau mình đôi mắt nhanh chóng quét qua bốn phía cuối cùng nhìn hàn lập vẻ mặt đề phòng nếu diệp cô nương và khâu trưởng lão cùng nhau đến đây chắc hẳn không phải là vì việc tư hơn nữa chuyện này có quan hệ cùng với hàn Mộ a không ngại xin cứ nói thẳng, Hàn Lập không để ý tới Khâu trưởng lão, sau khi liếc nhìn Diệp Tố Tố, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Khâu trưởng lão sau khi nghe xong, ánh mắt có chút trầm xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, bị Diệp Tố Tố đưa tay ngăn lại. "Hàn Tiền bối, xin thứ cho Tố Tố đường đột, chuyện là như thế này." Diệp Tố Tố tiến lên nửa bước, nói đại khái chuyện tiên cung truy nã cho Hàn Lập biết một lần nhưng chưa nói ra chuyện buộc hắn rời khỏi Thanh Hồ tộc. Thân sắc Hàn Lập chăm chú, sau khi nghe xong, nhịn không được cười nói, từ khi nào tiên cung làm việc lại lén lén lút lút như vậy. Để tìm người xui xẻo là hàn mỗ lại còn biên ra cái tội danh như vậy. Đề hồn nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ cười cười. Ta biết ngay, hàn tiền bối không phải là loại người hung tàn đó. Sau khi Diệp Tố Tố nghe xong, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra vui vẻ, nói. chương 1014, chủ động báo cáo. Khâu trưởng lão thấy bộ dáng Diệp Tố Tố như vậy, lông mày hơi nhăn lại, không khỏi tiến lên một bước, đang muốn mở miệng nói gì đó. Nàng thấy vị thiếu chủ của mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thật sự quá tín nhiệm vị nhân tộc hàn tiền bối này, mắt thấy nàng nói không nên lời, liền muốn thay nàng mời hai người hàn lập ly khai. Diệp cô nương, nếu như tiên cung đã truy nã đến Kim Tê Thành, việc tra xét đến thanh hồ tộc bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, nếu như ta tiếp tục lưu lại thanh hồ thành, sẽ đưa tới cho các người mầm tai vạ. Đợi ta thu dọn một chút xong, sẽ lập tức rời đi không chờ khâu trưởng lão mở miệng, thần sắc hàn lập nghiêm túc nói. Khâu trưởng lão nghe được lời ấy, thần sắc không khỏi hơi đổi, lời ra đến miệng liền mạnh mẽ nuốt trở vào, trước khi đến đã nghĩ kỹ lý do cứng rắn thoái thác nhưng giờ không có đất dụng võ, hiển nhiên không nghĩ tới hàn lập sẽ chủ động nói ra như vậy. Hàn tiền bối, ta tin tưởng người tuyệt đối không phải kẻ xấu, thế nhưng... Diệp tố tố nghe vậy, áy náy nói, người không cần phải ái náy, ta đã quấy giày thanh hồ thành các người đã lâu, thật sự đã đến lúc nên rời đi, Đề hồn, người lập tức vào phòng thu dọn, sau đó chúng ta rời đi luôn. Hàn lập cười khoát tay, quay người lại nói với đề hồn. Đề hồn đáp ứng một tiếng, rồi quay người tiến vào gian phòng chính. Trong gian phòng này không có quá nhiều vật cần thu dọn, chẳng qua là những pháp trận phong cấm mà Hàn lập bố trí cần phải hóa giải, rồi thu về. Hàn tiền bối, thanh hồ tộc thật sự là tiểu tộc nhỏ bé, vô lực kháng cự tiên cung, chỉ có thể thất lễ với tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Bất quá tiền bối yên tâm tin tức các người đã từng tới đây, thanh hồ tộc chúng ta tuyệt đối không để lộ nửa điểm. Diệp tố tố cung kính thi lễ với Hàn lập nói ra, không chờ chúng ta rời khỏi đây, sáng sớm ngày mai, ngươi liền đi Kim Tê thành tìm người điều tra của Tiên Cung báo tin tức chúng ta từng ở tại thanh hồ tộc cho bọn hắn. Thời gian trước sau phải chuyển xác, không thể có chút sơ hở. Hàn lập nói ra lời kinh người, cái gì, tiền bối người nói gì? Diệp tố tố cảm thấy không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, hỏi vội. Khâu trưởng lão nghe xong, thần sắc cũng biến đổi, sau suy nghĩ một lát mới thông suốt được những vấn đề trong đó, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, không khỏi có thêm chút biến hóa. Diệp cô nương không cần kinh ngạc, ý của ta chính là để người báo cáo tin tức của ta với tiên cung. Hàn Lập cười nói, ý tiền bối là để chúng ta chỉ sai hướng cho bọn họ, chỉ bọn họ đi truy tìm theo hướng khác à. Diệp tố tố hơi ngây người, lập tức hỏi, sau khi ra khỏi thanh hồ thành, chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía bắc kim nguyên sơn mạch, lúc đó người nhất định phải chỉ cho bọn họ đúng hướng mà chúng ta đi không được tự tiện cải biến nếu không sẽ đưa tới đại họa cho thanh hồ tộc nhớ kỹ nhớ kỹ hàn lập lắc đầu nói ra tiền bối như thế nào mà người càng nói ta càng nghe càng không hiểu gì cả diệp tố tố nghi ngờ hỏi thiếu chủ mặc kệ chúng ta báo hay không báo tiên cung cũng sẽ tra được hàn tiền bối đã tới thanh hồ thành chúng ta so với việc đợi đến lúc đối phương cha đến tận cửa cưỡng bức không bằng chúng ta chủ động bẩm báo Hàn tiền bối làm như vậy là vì bảo toàn cho thanh hồ tộc chúng ta. Khâu trưởng lão trầm mặc thật lâu, mở miệng giải thích. Sau khi các người báo cáo, tất nhiên tiên cung sẽ đến dò xét, chỉ có để cho bọn chúng tìm được một chút tin tức chân thật hữu dụng, bọn hắn mới không làm khó thanh hồ tộc các ngươi. Hàn lập nhẹ gật đầu, giải thích thêm. Diệp tố tố nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì cho tốt. Hàn tiền bối cao thượng, không chỉ cứu tộc trưởng, mà còn suy nghĩ cho bản tộc như thế. Lúc trước, ta còn dùng lòng tiểu nhân để phỏng đoán, thật sự ái náy không chịu nổi. Khâu trưởng lão đứng dậy, tiến đến cung kính hạ bái Hàn Lập, rồi nói. Khâu trưởng lão không cần như vậy, khoảng thời gian này tại Thanh Hồ Thành được yên tĩnh an nhàn là điều khó có được. Đúng ra là Hàn Mỗ đa tả các ngươi mới phải. Hàn Lập đưa tay nâng khâu trưởng lão dậy, nói ra. Trong khi mọi người nói chuyện, đề hồn đã quay trở về, gật đầu nhẹ với Hàn Lập. Thấy Hàn Lập lập tức muốn đi, Diệp Tố Tố lại có chút không nỡ, Đứng lên hỏi, Tiền bối, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp nhau chăng? Hàn Mỗ phiền toái quấn thân, không bằng không nên gặp lại. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, nói ra, hắn đứng dậy, cùng với đề hồn quay vào trong nội việt, sau khi từ biệt một tiếng, độn quang trên thân hai người kê với nhau, hóa thành một đạo lưu quang bắn lên không trung, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tố Tố nhìn cái sân trống rỗng, không khỏi có chút buồn vô cớ. Thiếu chủ, nếu có duyên sẽ gặp lại. Khâu trưởng lão đi ra phía trước, nhẹ giọng nói. Diệp Tố Tố nghe vậy, nhẹ gật đầu, trở nên vui vẻ hơn một chút. Đạo độn quang kia rạch màn trời bay về phía bắc, cũng không bay quá xa, chỉ ngoài mấy ngàn dặm liền hạ xuống một ngọn núi cao. Thân ảnh Hàn Lập và Đề Hồn từ trong độn quang hiện ra, đứng ở rìa vách núi, đưa mắt nhìn về phía xa. Chủ nhân, dừng lại đây liệu rằng có quá gần hay không? Đề Hồn hỏi, không đâu, sau khi Thanh Hồ Tộc báo cáo, tất nhiên tiên cung sẽ sai người đến dò xét, nếu bởi vì khoảng cách xa quá, người dò xét được phái tới không tìm thấy được, khi phục mệnh trở về sẽ nói rằng không thấy tung tích của chúng ta, như vậy sẽ khiến cho thanh hồ tộc nhận phải phiền toái. Hàn lập lắc đầu, chậm rãi nói ra, vẫn là chủ nhân suy nghĩ chu toàn, đề hồn cười nói, thanh hồ tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tâm tính tộc nhân chất phác, không tranh quyền thế, hoàn toàn không giống với những hồ tộc khi xưa ta đã từng nhìn thấy. Hàn lập nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một chút hồi ức cũng không biết tiểu hồ ly từng cùng mình đồng cam cộng khổ kia, hôm nay tại man hoang giới vực thế nào rồi. Chủ nhân, nếu như người coi trọng thanh hồ nhất tộc, tại sao không giúp bọn họ một chút, ít nhất để bọn họ không bị loại như kim mã tông quản chế. Đề hồn nhìn hàn lập, nói ra, chúng ta hôm nay bị phiền toái quấn thân, không thể liên lụy quá sâu với thanh hồ tộc, mặc kệ là lưu lại vật gì đều rất có khả năng mang tai ương bị diệt đến cho bọn họ, không thể không cẩn thận. Còn nhiều thời gian, nếu tương lai không có nhiều cấm kỵ băn khoăn như vậy nữa thì lại đến xem thanh hồ tộc một chút. Hàn Lập thở dài, nói ra, hai người dừng ở đây một đoạn thời gian trong ngày, sau đó Hàn Lập lấy ra một chiếc bích ngọc phi xa, mang theo để hồn bay vào không trung, tiếp tục phi độn về hướng Bắc. Hai ngày sau, trên không trung của thanh hồ thành, mấy chục chiếc chiến hạm linh chu màu vàng lơ lửng, linh quang bao phủ xung quanh, răng đầy phủ văn. Xa xa có thể thấy được, tinh kỳ bay phấp phới trên bong, mấy nghìn giáp sĩ đang đứng nghiêm trang, thương kích như rừng. Non nửa thành hồ thành đều bị bao phủ dưới bóng của những chiến hạm, hồ tộc trong thành ngửa đầu nhìn lên cảm thấy lạnh run. Giờ phút này, tại một tiểu viện ở sâu trong thành, có 8-9 người đang đứng ở chính giữa. Trong đó có một nam tử trung niên mặc cầm bào màu trắng, hai tóc mai hơi bạc đang ngồi ở bên cạnh bàn đá trong nội viện, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn lướt qua những đóa hoa diễm lệ trong vườn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau lưng gã, có một thiếu niên mặc hoa phục rực rỡ đang đứng cùng một đại hán áo đen lưng đeo quỷ đầu đại đao. Chính là hai người đào cơ và hắc đao. Lúc trước, tặc nhân kia ở trong tòa tiểu viện này sao? Đào cơ trao mày, mở miệng hỏi thăm. Vài tộc nhân thanh hồ tộc đứng phía sau rối rít gật đầu. Bẩm tiên sứ, người kia lúc trước ở tại tiểu viện này, một mực bế quan không ra, không hiểu vì sao hai ngày trước đột nhiên vội vàng rời đi. Hôm qua chúng ta mới biết được tin tức từ Kim Tê Thành, lập tức đi bẩm báo diệp loa mặc một bộ váy lụa xanh vừa khít tiến lên một bước hơi hạ thấp người về phía bọn chúng nói ra diệp tố tố khẽ nhếch môi đứng bên cạnh khâu trưởng lão không nói một lời ban đầu là ngươi mang tặc nhân kia về thanh hồ thành sao đào cơ đưa ánh mắt nhìn về phía diệp tố tố lạnh lùng hỏi diệp tố tố nghe vậy trong lòng khẽ run lên nhưng không có quá nhiều biến hóa trên mặt chấn định đáp đúng vậy ngày đó sau khi người kia xuất thủ cứu ta vì báo đáp ân tình ta liền mời hắn về ở tạm trong tộc. Chẳng qua không ngờ tới, hắn lại là tội phạm quan trọng bị tiên cung truy nã. Người kia đã ly khai vào hai ngày trước rồi, vì sao tới hôm qua các người mới lên báo, chẳng lẽ là cố ý bao che hắn. Đào cơ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hỏi, tiên sứ không nên đùa giỡn chúng ta, tội lớn bực này, thanh hồ tộc chúng ta thật sự không đảm đương nổi. Thật sự là hôm qua chúng ta mới biết được tin tức hắn là tội phạm quan trọng bị truy nã từ Kim Tê Thành, liền lập tức đi tới bẩm báo, căn bản không dám chỉ hoãn chút nào. Diệp Loa nghe vậy, liền vội vàng khom người bái thật thấp, sợ hãi nói ra. Mong tiên sứ minh giám, đám người khâu trưởng lão cũng tới tấp cuối người, thần sắc đại biến. Diệp Tố Tố tuy rằng cũng bái thấp nhưng trong lòng thầm oán giận không thôi, chỉ cảm thấy đám người tiên cung trước mắt này ra vẻ đạo mạo nhưng xa xa không bằng hàn tiền bối, nhìn như lạnh lùng xa cách, kỳ thực rất có khí độ. Hừ, có phải là trêu đùa hay không đợi lữ trưởng lão trở về sẽ biết nếu hắn không phát hiện được tung tích người kia đi về phía bắc tức là các ngươi đang nói dối đến lúc đó đừng trách tiên cùng xử các ngươi tội đồng mưu đào cơ cười lạnh một tiếng hờ hững nói ra đám người khâu trưởng lão nghe vậy nội tâm đều siết chặt lại dù sao thì thanh hồ tộc nhân không giống như diệp tố tố đều hoàn toàn tín nhiệm hàn lập trong tâm bọn hắn đang lo rằng nếu hàn lập không theo lời đi về phía bắc hoặc là không có để lại tung tích gì như vậy thanh hồ tộc bọn họ hôm nay liền xong rồi nếu như hắn đã có ân với thanh hồ tộc các ngươi vì sao các ngươi lại muốn báo cáo cái này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn hay sao đúng lúc này đông phương bạch đột nhiên xoay người lại hai mắt nhìn thẳng diệp tố tố hỏi diệp tố tố bị gã nhìn chằm chằm như vậy tâm thần lập tức căng thẳng một loại cảm giác sợ hãi khó nói lên lời tập kích chạy lên não bẩm bẩm báo tiên sứ ta chúng ta miệng môi nàng run rẩy ngay cả một câu nguyên vẹn cũng nói không nên lời. Lúc này, một bàn tay trắng như ngọc bỗng duỗi tới, cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Diệp Tố Tố, nhẹ nhàng nắm thật chặt. Diệp Tố Tố không cần nhìn cũng biết là mẫu thân, tâm thần thoáng an ổn vài phần. Bẩm tiên sứ, người kia đúng thật là có ân với thanh hồ tộc, nhưng mà hắn đã ẩn núp trong tộc ta hơn trăm năm, chúng ta đã báo đáp ân tình. Hơn nữa trong hoàn cảnh không biết mà vi phạm luật pháp tiên vực đã xem như chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Không nói đến quá khứ không biết hiện tại đã biết rõ hắn là đào phạm truy nã, thanh hồ tộc chúng ta phân rõ lý lẽ, làm sao có thể không báo cáo. Cái này chẳng phải là hành vi bất trung bất nghĩa, thanh hồ nhất tộc tuyệt đối không dám như thế. Diệp tố tố ổn định lại tâm thần, dựa theo lý do thoái thác đã sớm nghĩ kỹ trước, đáp. Đông Phương Bạch nghe xong, thần sắc trên mặt không biến hóa, ánh mắt cũng không có rời đi, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp tố tố, như muốn nhìn ra chút manh mối từ thần sắc nàng. Trường 1015, Diệp Tộc, Lúc này Diệp Tố Tố ngược lại không có chút hoảng hốt, mặc cho Đông Phương Bạch nhìn mình chằm chằm, vẫn cứ thản nhiên đối mặt, không hề sợ hãi. Nàng nhớ lại những lời Hàn Lập nói lúc ly biệt hôm đó mà không khỏi âm thầm bội phục, cảm thấy mọi việc xảy ra hôm nay tựa hồ đã nằm trong dự liệu của người kia, mình chỉ cần làm theo là được. Lúc này chợt có tiếng xé gió truyền đến, một đạo độn quang từ trên cao phía xa bay vào tới, đáp xuống bên trong tiểu viện phía dưới. Độn quang thu liếm, hiện ra một lão giả gầy gò mũi dài tóc xám. Lữ trưởng lão, sao rồi? Đông Phương Bạch nhìn về phía lão giả, bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm cung chủ, trên một ngọn núi phía bắc cách chỗ này hơn mấy ngàn dặm đã phát hiện chút khí tức còn lưu lại. Hàn lập kia tựa hồ là đã dừng tại đó một chút, cũng đã thay đổi một loại tiên khí linh chu phi xa khác. Sau đó hướng về phía bắc đi thêm vạn dặm, rất nhanh tiếp cận biên giới kim nguyên sơn mạch, dọc đường đi có để lại một chút khí tức bạc nhược, bất quá đều vô cùng mờ nhạt, hẳn đã cố ý sử dụng thủ đoạn nào đó che giấu hành tích. Do thuộc hạ vội vã trở về bẩm báo, nên chỉ kịp lưu lại chỗ kia một cái tiêu ký, không có tiếp tục truy tìm. Lão giả tóc xám bước lên phía trước, không người thi lễ nói. Làm rất tốt, Đông Phương Bạch nhẹ gật đầu, nếu thế thì bọn chúng không hề nói láo. Kẻ này quả thật giảo hoạt, đào cơ suy tư một lát, oán hận lẩm bẩm Đi thôi, Đông Phương Bạch lại quay đầu nhìn Diệp Tố Tố một chút, mặt không biểu tình buông một câu rồi thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bọn đào cơ thấy thế cũng nhao nhao độn quang phi thân rời đi. Trong tiểu viện phút chốc chỉ còn lại đám người tộc Thanh Hồ đang bốn mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng nói chuyện. Lòng bàn tay Diệp Tố Tố đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nàng thoáng nhìn mẫu thân bên cạnh, rồi lại ngửa đầu nhìn lên đám chiến hạm lít nha lít nhít trên bầu trời, nghi hoặc trong lòng ngày càng đậm, rốt cuộc vị hàn tiền bối này là ai mà có thể buộc tiên cung phải dùng đến đại trận bực này đối đãi hắn. Thân hình đám người đào cơ nhao nhao lóe lên đáp xuống trên bong một chiến hạm, chỉ thấy Đông Phương Bạch đang đứng ở một bên cạnh mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống thành thanh hồ phía dưới chờ cho bọn đào cơ tới gần lão đột ngột mở miệng diệt tộc cái gì bọn chúng đào cơ nghe vậy liền biến sắc miệng cuống quyết lắp bắp hắn vốn định nói tộc thanh hồ không có bao che hàn lập nhưng vừa mới thốt ra được nửa lời liền lập tức thức thời ngậm miệng tộc thanh hồ có bao che hàn lập hay không đối với đông phương bạch không hề quan trọng chủ yếu là phải giữ kín hành tung của hàn lập tuyệt đối không thể để lộ mảy may nếu chẳng may sơ xuất dẫn tới sự chú ý của những kẻ khác lão làm sao có thể độc chiếm công lao tìm về trường thiên bình. Tuân lệnh, hắc đao không nói hai lời, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Làm sạch sẽ một chút, chớ để lại bất kỳ vết tích gì, nếu không một khi bị tiên mục truy ra, sẽ rất phiền phức. Đông Phương Bạch nhắc nhở, vâng, hắc đao lên tiếng, rồi quay người rời đi. Đào trưởng lão, lữ trưởng lão, mang theo đại quân tốc độ quá chậm, mục tiêu cũng quá lớn, hai người theo ta truy kích. Đông Phương Bạch suy nghĩ một lát rồi tiếp tục phân phó. Vâng, Lữ Vân cũng không nhiều lời, chỉ cung kính đáp. Đào cơ hơi do dự một chút, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng đáp ứng, được. Đối với thực lực khủng bố của Hàn Lập, gã đã tự mình thể nghiệm trực quan, vậy nên nếu như có thể, gã vẫn hy vọng mang thêm càng nhiều người càng tốt. Đương nhiên giờ đã có Đông Phương Bạch tự mình xuất thủ, bản thân gã hẳn là không cần phải nhúng tay, cho dù không thể tự mình ra tay kết liễu cửu địch, nhưng có thể chứng kiến tận mắt cũng tốt. Đông Phương Bạch phung tay lên, trước người lão dâng lên một mảnh bạch quang, từ đó hiện ra một chiếc phi toa màu trắng dài khoảng 10 trượng, quanh thân dày đặc phù văn, linh quang rạng rỡ, nhìn qua cũng biết là một kiện tiên khí nhập phẩm không thể nghi ngờ, hơn nữa phẩm giai không hề thấp. Lão dẫn đầu phi thân lên, nhẹ nhàng đáp xuống phi toa, hai người đào cơ không dám thất lễ, cũng vội vã bay lên bám sát phía sau lão. Lữ Vân sau đó chỉ tay về một hướng nhất định, trên thân phi toa lập tức bạo khởi bạch quang, rồi hóa thành một vầng kiêu dương chói lòa, phi toa bay vọt ra từ trong quầng sáng, rồi đột một phá không biến mất không rõ tung tích. Mà đội ngũ chiến hạm vàng óng đang lơ lửng trên bầu trời thành thanh hồ trợt đại động linh quang, tầng tầng phù văn khắc hỏa quanh thân chúng nhao nhau sáng lên, lần lượt từng chiếc chiến hạm chậm rãi xoay chuyển nhắm xuống thành trì bên dưới. Toàn bộ pháp trận công kích trên thân chiến hạm đồng loạt khai mở, một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa bao phủ lấy khu vực thành thanh hồ. Sau đó, chuyện thành thanh hồ bị thiên tai tập kích, bị đại hỏa thiêu đốt cứ thế lan truyền khắp nơi thoáng một cái, đã hơn nửa năm qua đi, ở phía Bắc Kim Nguyên Tiên Vực, có một nơi mà thủy hệ vô cùng phát triển với ba con sông lớn là sông Long Giang, Nguyên Giang và sông Thủy Giảng, chúng tụ hội dưới chân núi Sơ Bề, tạo thành một cái hồ rất lớn chừng mấy ngàn dặm vuông, gọi là Hồ Tam Giang. Tương truyền, nguyên bản tại Hồ Tam Giang này vốn có mấy trăm tòa sơn phong trùng trùng điệp điệp, nối liền với núi Sơ Bề nằm bên hồ kia, tạo thành một nhánh chĩa ra phía Bắc Kim Nguyên Sơn Mạch, Phía trên sơn mạch này từng tồn tại một quần thể kiến trúc với quy mô không nhỏ, do tông môn tiên gia nào đó kiến tạo. Có điều, không rõ bao nhiêu vạn năm trước, nơi đây đã bạo phát một trận đại chiến, tông môn tiên gia nọ vốn tu kiến ở nơi này đã bị người ta triệt để diệt môn, hơn phân nửa tòa sơn phong bị hủy diệt trong giao chiến, toàn bộ chìm vào trong lòng đại địa. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng cùng với vô số thay đổi diễn hóa, ba con sông lớn bao gồm sông Long Giang đã lần lượt thay đổi lộ tuyến lòng sông rồi tụ tập cả ở đây đoạn lĩnh tàn phong tất cả đều bị vùi lấp dưới nước cũng không còn chút dấu vết mặc dù tiên tông nọ không còn nữa nhưng trên núi sơ bể vẫn lưu lại rất nhiều kiến trúc di tích năm xưa đại bộ phận trong đó đều bị sơ lưu tông một tông phái mới thành lập khoảng mấy chục vạn năm chiếm cứ sau đó lại trải qua xây dựng đổi mới khiến cho bầu không khí nơi đây hoàn toàn khác xưa có điều do đã trải qua biết bao nhiêu vạn năm thời gian bào mòn nên những gì sơ lưu tông chiếm được đều đã đổ nát thê lương đương nhiên cũng có tiên gia bảo vật còn sót lại nhưng cũng chỉ là chút phế phẩm đại lãng đào xa. Lại nghe nói, dưới đáy Tam Giang Hồ ngược lại vẫn còn một số tiên phủ bị phá toái từ đại chiến năm xưa, xung quanh vẫn tồn tại trận pháp che chở, có khả năng bên trong vẫn lưu lại một số bảo bối tiên ra chưa từng bị người phát hiện. Sơ lưu tông sau khi khai tông lập phái ở nơi này, liền thuận lý thành trương bao quát cả khu vực Hồ Tam Giang vào phạm vi thế lực nhà mình, nhưng bởi vì thực lực không đủ, nên cũng không dám thật sự đứng lên độc chiếm phong cấm khu vực này, trải qua quá trình khai phát sau này, Bọn họ sửa chữa những tiên phủ còn lưu lại dưới hồ một chút, lại xây thêm Long cung thủy phủ cho tu sĩ thuê làm nơi tu luyện. Đám tu sĩ cao đẳng có tu vi thâm sâu đối với chút thiên địa linh khí ít ỏi trong thủy phủ dạng này tự nhiên chướng mắt, nhưng rất nhiều tu sĩ chân tiên, đặc biệt là những người tu luyện công pháp thủy thuộc tính, hoặc là pháp tắc thủy thuộc tính, rất ưa thích cư ngụ lâu dài ở nơi đây. Tiền thuê tuy không nhiều, nhưng lại là tế thủy trường lưu, dựa vào điểm này đã khiến cho Sơ Lưu Tông không khỏi có chút dương dương tự đắc. Một ngày nọ, trong sảnh đón khách thuộc biện trí phong trên núi sơ bề xuất hiện một thanh niên tu sĩ với thân hình cao lớn dung mạo phổ thông vừa vào cửa liền muốn tìm trưởng lão chấp sự nói muốn thuê một tòa thủy phủ để tu luyện đương nhiên thanh niên này không phải ai khác chính là hàn lập trưởng lão chấp sự là một lão giả mập mạp với gương mặt tròn ngũ quan có vẻ hiền lành mắt thấy tướng mạo người vừa tới bình thường quần áo lại càng phổ thông khí tức cũng không mấy cường đại mặc dù vẫn chưa tỏ ra lãnh đạm nhưng trong lòng đã âm thầm khinh thị quý khách muốn thuê thủy phủ A, à. tới thật đúng lúc, thủy phủ còn trống trong hồ Tam Giang này hiện chỉ còn sót lại ba tòa, ta đây liền cầm dư đồ đến cho quý khách chọn lựa. Lão giả tươi cười tiến lên đón tiếp, không vội, nghe nói trong hồ Tam Giang này vẫn còn hơn 10 tòa thủy phủ chưa có mở ra, ta đang muốn chọn lựa một trong số đó. Hàn lập khoát tay ngăn cản lão giả, vừa cười vừa nói. Trên thực tế, số lượng thủy phủ dưới hồ Tam Giang chính xác rất nhiều, nhưng trải qua vài vạn năm gần đây khai phát chỉnh lý, đại đa số đều đã được mở mang, chỉ còn lại một số ít có cấm chế tiên gia vô cùng lợi hại phong ấn, lấy thực lực hiện tại của Sơ Lưu Tông vẫn không tài nào mở ra. Nhưng Sơ Lưu Tông cũng không chịu tổn hao trọng kim thuê cao nhân từ bên ngoài đến phá trận, ngược lại ban bố rộng rãi rằng, chỉ cần bỏ một khoản tiền thuê tương đương những thủy phủ khác, liền có tư cách vào ở những thủy phủ chưa mở kia. Có điều, có thể thật sự đi vào hay không, còn phải xem bản sự của người thuê. Về phần những đồ vật đoạt được bên trong, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự tồn tại của thủy phủ, thì sẽ thuộc về người thuê. Trong một đoạn thời gian khá dài ban đầu, thường xuyên có tu sĩ đến thuê loại thủy phủ chưa mở này, nhưng tuyệt đại đa số đều thất bại, chỉ lác đác vài người thật sự khai mở được những thủy phủ này. Hơn nữa, vì mở ra thủy phủ đã khiến không ít kẻ phải bỏ mình, có vào mà không có ra. Trong lịch sử từng có một số ít người may mắn mở ra thủy phủ, thắng lợi trở về, nhưng bởi vì để lộ tin tức, bị tu sĩ Sơn giã nghe ngóng được rồi liên thủ vây giết, kết cục đều rơi vào cảnh chết không có đất chôn Đối với những chuyện như vậy, chỉ cần không phạm đến thế lực của Sơ Lưu Tông, bọn họ cũng lời quản, dù sao trước đó cũng đã nhắc nhở những người muốn đi khai mở thủy phủ rằng sinh từ các người phải tự lo. Đương nhiên, cho dù không vào ở thành công, chỗ tiền thuê kia cũng chẳng mảy may giảm bớt, kể từ đó, Sơ Lưu Tông bắt đầu thu được lợi ích từ việc cho thuê những thủy phủ chưa khai mở này, so ra còn nhiều hơn không ít những thủy phủ đã khai mở dù sao tại tu tiên giới xưa nay không hề thiếu những kẻ muốn lấy nhỏ thắng lớn bất chấp mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên tạo hóa nhưng việc này cũng không duy trì được lâu càng về sau đại đa số tu sĩ dần dần nhìn rõ chân tướng không còn hào hứng tới đây mạo hiểm nữa vậy nên những kẻ giống như hàn lập đây vừa chân ướt chân giáo đến nơi đã mở miệng đòi thuê thủy phủ chưa có người khai mở vị chấp sự trưởng lão này dù tư lịch rất sâu cũng đã lâu không gặp ha ha dễ thôi dễ thôi xin mời quý khách ngồi xuống bên này đợi một lát muốn thuê thủy phủ chưa có người khai mở cũng cần phải xem xét dư đồ rồi mới chọn lựa một cái. Phiền ngươi đợi một chút để ta đi lấy. Lão giả mặt tròn dẫn Hàn Lập đi vào đại sảnh tòa hạ, rồi xoay người đi lấy dư đồ. Ngay trước lúc quay đi, lão giả đột nhiên hỏi, đúng rồi, vẫn còn chưa thỉnh giáo quý tính đại danh. Hàn Lập, Hàn Lập cũng không ngẩng đầu lên, tùy thiện đáp, nguyên lai like là Hàn Đạo Hiếu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lão giả nghe xong mới gật gù, xoay người đi. Một lát sau, Lão giả mặt tròn lục tục về lại trong miệng, đem theo một tấm dư đồ khu vực dưới nước hồ Tam Giang trải ra trên mặt bàn, lại trình bày sơ lược cho Hàn Lập vị trí phân bố của các thủy phủ cùng với tình huống cho thuê hiện tại. Hàn Lập một bên nghe lão giả giảng giải, một bên dán mắt nhìn lên mảnh dư đồ, băn khoăn đứng dậy. Chương 1016, đi một lát rồi về. Nơi đây hẳn là một chỗ thủy phủ chưa mở hả? Sau một lúc lâu, Hàn Lập đột nhiên đưa tay chỉ một khu vực phía dưới cùng của địa đồ, mở miệng hỏi: không sai, nơi đây đúng là như vậy. Chỉ là thứ cho ta nói thẳng, quý khách nếu nhìn chúng nơi này, ta khuyên không nên thử, sẽ không có ý nghĩa gì. Lão giả mặt tròn liếc Hàn Lập, khoát tay áo, cười nói. Tại sao? Hàn Lập ngạc nhiên hỏi. Quý khách chớ trách, là ta không muốn nhìn thấy người công dã chẳng lấy giỏ chúc múc nước, mới có tâm nhắc nhở. Chỗ thủy phủ này, đừng nói là tu sĩ chân tiên, đến tu sĩ kim tiên hậu kỳ cũng đã tới mở thử. Kết quả người đoán thế nào? cấm chế trên cửa chính này có thể ngăn lại tất cả mọi người trong đó còn có hai kẻ xui xẻo định cưỡng ép phá cấm kết quả phát động lực lượng cấm chế phản vệ một kẻ trọng thương một kẻ thậm chí uổng phí tính mạng ngay cả nguyên anh cũng không thể trốn thoát lão giả mặt tròn lắc đầu thở dài nói thì ra là thế đa tạ đạo hữu nhắc nhở tại hạ ngược lại am hiểu một chút cấm chế pháp trận tự tin dù không thể khai phủ cũng có vài phần lực lượng tự bảo vệ mình vậy nên đạo hữu cứ việc yên tâm ta vẫn chọn nơi này hàn lập tỏ vẻ đã hiểu nói ra cái này vậy ta chúc quý khách đại thành lát nữa đạo hữu giao nộp phí tổn ta sẽ sai người mang ngươi đến đó lão giả mặt tròn thấy thế không tiếp tục khuyên nhủ nữa mở miệng nói ra dù sao bản thân lão đại biểu cho lập trường tông môn đã có nghĩa vụ thông báo cho khách biết còn khách lựa chọn thế nào lão không xen vào nếu nói quá nhiều ngược lại sẽ làm cho người ta nghi kỵ có dụng ý khác ngược lại không hay chờ hàn lập giao nộp phí tổn xong lão giả mặt tròn cũng không nói chuyện với hắn nữa, chỉ gọi một thiếu nữ áo đỏ thẫm môi hồng răng trắng, phân phó vài câu, sai nàng dẫn Hàn Lập tiến đến ven hồ Tam Giang. Thiếu nữ kia không phải là xinh đẹp tuyệt trần gì, chỉ là hai bên má có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, lúc tươi cười, làm cho người xem cảm thấy rất thân thiện. Hai người Hàn Lập và thiếu nữ phi thân tới phía dưới sơ bể sơn, đi dọc theo một đường nhỏ bên hồ, đi đến ven hồ. Ta xem quý khách không giống dạng người ngốc nghếch, sao lại lựa chọn tòa quỷ sầu phủ này. Thiếu nữ tựa hồ có tính cách cởi mở, không giấu được lời nói, đi ở phía trước dẫn đường, nhịn không được hỏi: "Quỷ Sâu Phủ, mời chỉ giáo cho, mong rằng cô nương nói cho ta biết một chút." Hàn Lập nhíu mày hỏi: "Chính là thủy phủ quý khách chọn, là vì từ khi thủy phủ này công khai đến nay, từ xưa đến nay một mực không người nào có thể vào được, ngược lại có không ít người bị thương, thậm chí uổng phí tính mạng, quả thực là quỷ kiến sầu. Cho nên chúng ta đặt cho nó cái tên là Quỷ Sầu Phủ." đúng rồi nó còn chưa có tên chính thức nếu quý khách có thể mở ra được ngược lại có thể đặt cho nó cái tên vui vẻ tốt đẹp một chút a ngữ khi thiếu nữ có vài phần chiêu chọc giải thích a à, quỷ sâu phủ cái tên này không tệ vậy gọi tên này đi hàn lập nghĩ lại nghiêm túc nói ra việc này không phải tiểu bộc này nói nhiều chuyện đặt tên vẫn là chờ quý khách mở thủy phủ ra được rồi hãy nói ai nếu quý khách nguyện ý nghe ta khuyên một câu lát nữa xuống đáy hồ đừng mạnh mẽ chống đỡ nếu chịu không được những cấm chế kia phản vệ thì tranh thủ thời gian buông tay trở về chớ có cưỡng cầu thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì khuyên can nói đúng rồi người tên là gì hàn lập liếc qua thiếu nữ cười hỏi thiếu nữ nghe vậy hơi sững sờ tựa hồ qua nhiều năm như vậy đã gặp nhiều khách quý cho tới bây giờ đều chỉ coi nàng là một tiểu bộc dẫn đường chưa có ai hỏi về tên của mình tiểu bộc gọi là hồ tiểu thành trần chờ một chút thiếu nữ có chút xấu hổ mở miệng nói tiểu thành có một chút thành tựu tiểu phú tức an ngược lại có thể an ổn cả đời tên rất hay hàn lập như có điều suy nghĩ gật gật đầu chậm rãi nói ra dứt lời hắn liền trầm mặc xuống nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng lại nghĩ tới một cái tên khác diệp tố tố ngay tháng trước hắn thăm dò được một tin tức nghe nói nửa năm trước một ngày đột nhiên thanh hồ thành bị thiên tai tập kích cả tòa thành bốc cháy cả người và súc vật trong thành đều bị diệt không ai sống sót hắn nghe xong thoáng suy nghĩ lại tính toán thời gian một chút tự nhiên biết rõ đã phát sinh chuyện gì cho nên hôm nay mới có hành trình tam giang hồ này thiếu nữ thấy thần sắc hàn lập khác thường thức thời không tiếp tục nhiều chuyện nữa chỉ im lặng đi phía trước dẫn đường đi đến một quảng trường bên bờ tam giang hồ gió nhẹ mát lạnh theo mặt hồ thổi qua làm hồ tiểu thành cảm thấy thoải mái dễ chịu nhịn không được duỗi lưng một cái hít sâu một hơi hàn lập nhìn sóng ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ cảm giác thoải mái dễ chịu đã lâu không có những lo lắng quanh quẩn trong lòng cũng giảm đi vài phần quý khách đã đến từ chỗ thủy vực này một mực đi xuống chưa đến ngàn trượng là đến quỷ sầu phủ sau khi duỗi lưng mỏi xong hồ tiểu thành quay đầu nhìn về phía hàn lập nói ra làm phiền rồi phiền ngươi ở đây chờ một chút ta đi một lát rồi về hàn lập gật gật đầu nói ra dứt lời hắn không đợi hồ tiểu thành trả lời thân hình lướt lên chui vào trong hồ nước tiểu Kết quả trong miệng Hồ Tiểu Thành chưa kịp thốt ra một tiếng, đã không thấy bóng dáng Hàn Lập. Nàng có chút bất đắc dĩ, bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, tại sao lại vội vã như vậy, ta còn chưa nói mấy điểm cần chú ý, bất quá câu, đi một lát rồi về, ngược lại có chút phong phạm đại tông sư, nói không chừng. Nói đến đây, nàng không nói nữa, dù sao nơi đây chính là quỷ sầu phủ, nơi làm cho Kim Tiên gãy kích mà quay về. Vị khách quý này thoạt nhìn bình thường, chỉ sợ tu vi không cao, nhiều nhất chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ a làm sao có thể mở thủy phủ này ra? quả thực là người si nói mộng chỉ hy vọng hắn biết khó mà lui bình an trở về a à. hồ tiểu thành vừa nói một câu mặt hồ phía trước đột nhiên nổi lên một đoàn sóng nước một đạo nhân ảnh lập tức đáp xuống bên cạnh nàng thiếu nữ dùng sức dụi hai mắt thấy rõ người bên cạnh chính là hàn lập trước hơi sững sờ sau đó lập tức cười nói nhanh như vậy đã trở lại ta còn tưởng người ít nhất phải thử nghiệm mấy canh giờ mới buông tha như vậy cũng tốt ít nhất không bị cấm chế vây khốn thật đúng là mạng lớn a à. tiểu cô nương này tuổi không lớn nội tâm ngược lại rất thẳng thắn nhanh đi gọi các trưởng lão người tới nói ta muốn giao nộp phí tổn khai phủ hàn lập đưa tay ấn lên trán hồ tiểu thành một cái mỉm cười nói ra cái gì người nói là đã hai mắt hồ tiểu thành trợn tròn khó tin nói ra mau đi đi hàn lập từ chối cho ý kiến cười cười nói hồ tiểu thành lúc này mới lắc đầu quay người bay vút về hướng sơ bề sơn không lâu sau, trưởng lão mặt tròn đồng dạng vẻ mặt tràn đầy kinh nghi, mang theo hồ tiểu thành bay trở về bên hồ. Lão tự xuống nước kiểm tra một lần, rốt cuộc mới tin tưởng Hàn Lập đã phá vỡ cấm chế thủy phủ nơi này, lập tức vẻ mặt không thể tin nổi nhưng sự thật ở ngay trước mặt, lão không được phép không tin. Tuy rằng trên mặt không biểu hiện quá nhiều nhưng trong lòng lão tự nhiên nhắc lên một trận rời sông lấp biển. Lúc Hàn Lập giao nộp một khoản tiên nguyên thạch, khuôn mặt trưởng lão mặt tròn tràn đầy vẻ vui mừng nói. Tòa thủy phủ này trong vòng 3 năm đều thuộc về Hàn Đạo hữu. Như lúc trước đã nói, tất cả sản phẩm bảo vật chỉ cần không liên quan đến việc duy trì sự tồn tại của thủy phủ thì đều thuộc về đạo hữu. Đa Tả, Hàn Lập ôm quyền nói ra, đúng rồi, thủy phủ này mở ra, mong rằng đạo hữu ban cho một cái tên. Trưởng lão mặt tròn gật gật đầu, nói thêm, Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ, rồi nói, gọi là Quỷ Sầu phủ đi. Trưởng lão mặt tròn nghe vậy hơi cứng lại, cũng không nói gì nữa gật gật đầu sau đó muốn cáo từ rời đi tiểu thành người tạm thời đi theo hầu hạ bên cạnh hàn đạo Hiếu nếu ngài có bất kỳ nhu cầu gì phải báo gấp cho tông môn biết trước khi đi lão dặn dò thiếu nữ tuân mệnh hồ tiểu thành vội vàng thi lễ nói ra hàn lập cũng không cự tuyệt chỉ hơi hơi gật gật đầu như thế nào có muốn đi quỷ sầu phủ nhìn xem một chút không đợi đến lúc trưởng lão mặt tròn rời khỏi hàn lập mới nói với hồ tiểu thành nàng nghe vậy vội gật đầu liên liệu hàn lập đưa tay nắm lấy bả vai hồ tiểu thành trên thân hai người đồng thời bao phủ một tầng thanh quang thả người nhảy lên liền rơi vào trong hồ tầng nước phía trên hồ vẫn còn có ánh mặt trời chiếu xuống càng đi xuống càng trở nên âm u hồ tiểu thành lúc trước dẫn đường cũng đã đi tới những thủy phủ khác chỉ là chưa bao giờ đi xuống sâu như bây giờ trên đường đi mở to hai mắt nhìn bốn phía trong hồ nước khắp nơi đều có từng tòa sơn phong đứt gãy có cái bảo trì nguyên trạng có cái lại nứt vỡ bốn năm phần hóa thành những đồi thấp. Trên những ngọn núi này, lộ ra giải rác từng đoàn quang mang, nhìn kỹ thì thấy những chỗ quang mạc bao phủ, bảo vệ bên trong chính là những tòa thủy phủ đã được mở ra. Phần lớn những thủy phủ này đều cách nhau cực xa, thoạt nhìn giống như từng ngôi sao trong bầu trời đêm. Hàn Lập mang theo hồ tiểu thành một đường đi xuống đáy hồ, đi tới trước một sườn núi nhỏ thoạt nhìn cao cỡ vài chục trường. Hồ Tiểu Thành ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bên trên sườn núi nhỏ được bao phủ một tầng quang mạc, Bên trong mơ hồ có thể thấy một tiểu viện hẹp dài, được xây dựa vào thế núi. Hàn Lập nắm cánh tay nàng, thân hình nhảy lên, bỗng nhiên phá vỡ sóng nước, xông vào trong tầng quang mạc kia. Tiến vào quang mạc, cảm giác bị bao bọc bởi hồ nước chung quanh lập tức biến mất. Hai người hạ xuống một quảng trường trước tiểu viện, Hàn Lập lập tức triệt hồi quang mạc bao phủ trên người bọn họ. Tổ sư đường, nơi đây lại là Tổ sư đường tông môn. Hồ Tiểu Thành nhìn một tấm biển trên cửa chính trước tiểu viện, kinh ngạc kêu lên: bằng không thì ngươi cho rằng vì sao qua nhiều năm như vậy lại không có người nào có thể phá vỡ cấm chế nơi đây hàn lập cười nói đã như thế quý khách làm thế nào phá vỡ được cấm chế nơi đây hồ tiểu thành không nghĩ ngợi hỏi ta xem sách nhiều hàn lập cười đáp pháp trận bảo vệ tòa tổ sư đường này hắn thật đúng là đã từng được xem trên sách cổ huống hồ không phải là đại trận hộ sơn thêm nữa hắn vốn am hiểu một ít thủ đoạn phá cấm phá giải tự nhiên không cần quá phí công phu lần này quý khách đúng là kiếm bộn rồi, nghe nói trong tổ sư đường đều thờ cúng bí điển tông môn và trọng khí đấy. Vẻ mặt hồ tiểu thành cực kỳ hâm mộ, nói, chương 1017, chờ người, bí điển có lẽ có, trọng khí thì đừng nghĩ tới, gặp phải họa diệt môn, ngay cả ngọn núi đặt tổ sư đường cũng bị người ta một kiếm gọt xuống. Thật sự nếu có trọng khí chấn phái đã sớm xuất ra ngăn địch rồi, sẽ không lưu lại trong tổ sư đường đâu. Hàn Lập vừa đi lên bậc tam cấp đẩy hai cánh cửa đại môn màu đen ra, vừa tùy ý nói. "A, à, như vậy thì thật đáng tiếc." Thiếu nữ có chút thất vọng nói, nhưng mà rất nhanh sau đó nàng lại cao hứng nói, "Có bí điển thì cũng tốt, công pháp thượng đẳng tu luyện đều rất chân quý, nếu tìm được vài bộ, chuyến đi này cũng coi như không tệ a." À. Kẹt một âm thanh vang lên, cánh cửa tổ sư đường đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng chậm rãi mở ra, lộ ra một sân lộ thiên dài và hẹp, đình viện ở chính giữa trống trơn, chỉ đặt một cái vạc đồng lớn màu xanh, phía trên mọc đầy rêu xanh. Đi tới gần xem xét, Hàn Lập phát hiện xung quanh vạc lớn khác một ít phù văn phong cách cổ xưa, trong vạc chứa non nửa nước xanh, phía trên nổi lơ lửng một đóa hoa súng màu xanh sẫm, tỏa ra từng trận lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính nồng đậm. A, à, hơi nước thật nồng đậm, tu vi Hồ Tiểu Thành mới chỉ là nguyên anh kỳ, cảm thụ với pháp tắc chi lực không sâu, kinh ngạc kêu lên. Xem ra, vẫn còn có vài đồ tốt ở đây. Hàn Lập cười một cái nói, hắn vung tay lên, cái vạc lớn màu xanh kia bị một tầng ánh sáng màu trắng bao bọc rồi biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong động Thiên Hoa chi. Hai bên sân trời có hai hành lang rộng rãi, thông tới một tòa đại điện phía cuối. Tòa đại điện này tựa hồ là sảnh chính dùng để nghị sự, bên trong ngoại trừ trưng bày một vài cái bồ đoàn đã mục nát, cũng không có vật gì khác nữa, nhìn hơi trống rỗng. Xuyên qua sảnh chính này, phía sau là một tiểu viện, diện tích lớn hơn cái sân Lộ Thiên lúc trước, toàn bộ dùng đá trắng lát thành, nhìn giống như là một khu diễn võ trường không lớn không nhỏ phía sau diễn võ trường chính là tòa kiến trúc trọng yếu nhất của toàn bộ tổ sư đường. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cửa vào đại điện treo một tấm biển màu son, bên trên khắc bốn chữ nguyên viễn lưu trường. Đi vào trong điện, nhìn thấy phía đối diện là một bàn thờ cao 9 tầng trang trọng. Trên bàn thờ, trưng bày từng khối một bài hình chữ nhật, phía trên khắc hoa văn mã vàng 10 phần tinh xảo, tạo hình cũng không phải là hình dáng linh bài tổ tiên phổ thông, mà là loại trường sinh bài dùng để cung dưỡng người còn sống. Hàn Lập nhìn thấy bên dưới linh bài khắc các số thứ tự rõ ràng, tổng cộng hơn 80 người, tất cả đều là trưởng môn cùng các trưởng lão trong tông. Trên tầng dưới cùng của bàn thờ có trưng bày hai quyển sách kim ngọc rất dày, phía trên còn bao phủ một tầng lưu quang màu vàng. Hàn Lập tiến lên xem xét một chút, phát hiện phía trên đều lưu lại cấm chế phong ấn, chỉ là do trải qua niên đại quá xa xưa, linh lực không còn nhiều, đã yếu ớt 10 phần. Hắn tiện tay phá giải cấm chế, lật xem một chút phát hiện hai quyển sách này đều không phải là công pháp bí điển gì. Một trong số đó ghi chép một loạt các sự kiện lớn của Tông Môn từ khi xây dựng đến lúc trước khi diệt môn, có thể xem là điển tịch lịch sử Tông Môn. Quyển sách còn lại là đại điển gia phả Tông Môn, ghi chép tất cả danh tự từ tổ sư sáng lập ra môn phái cho đến các đệ tử nội ngoại môn. Nguyên lai Tông Môn này gọi là thanh tịnh Tông, truyền thừa lâu như vậy lại không thể tránh khỏi họa diệt môn. Hồ Tiểu Thành nhịn không được thở dài nói. Hàn Lập nghe vậy, không khỏi nhớ tới chân môn môn và minh hàn tiên phủ, chẳng phải đều giống như thanh tịnh tông này đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió sao. Hắn nhìn lên phía tầng cao nhất của bàn thờ, ánh mắt lóe lên, chợt phát hiện ra một tấm trường sinh bài có chút cổ quái, có ghi thường thanh lưu, liền cách không tóm mạnh một cái. Trường sinh bài vèo một tiếng bay xuống, bị hàn lập nắm trong tay. Trong đôi mắt của hắn lấp lóe tử quang, sau khi nhìn một lát, khóe miệng nhếch lên, đưa tay điểm trên thân lệnh bài một cái. Sau một lát, trên trường sinh bài sáng lên một mảnh thanh quang một miếng ngọc giản ẩn tàng trong đó bay ra hàn lập lấy đi ngọc giản sau đó vung tay lên đưa trường sinh bài đặt lại chỗ cũ cái này là tông môn bí điển hồ tiểu thành ở một bên thấy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi không sai đúng là công pháp của thanh tịnh tông gọi là vô hình lục hàn lập đặt ngọc giản lên mi tâm dò xét một lát sau đó gật đầu nhẹ nói ra ta còn lo lắng quý khách lần này đi tay không một chuyến không tìm được bảo bối gì mất bao công sức cùng một khoản tiền lớn vô ích. Hiện tại có bí điển này, ta an tâm, Hồ Tiểu Thành vui mừng nói. Hàn Lập nghe vậy hơi sững sờ, khóe miệng cũng cười nhiều thêm một chút. Hắn mang theo Hồ Tiểu Thành, tra xét toàn bộ tổ sư đường một lần, phát hiện đúng là không có thêm bảo vật gì khác nữa, còn thiếu nữ bên cạnh vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá Hàn Lập không cảm thấy thua thiệt gì, quyển vô hình lục kia chính là công pháp tu luyện pháp tắc thủy thuộc tính, mặc dù không có tác dụng lớn với hắn nhưng mà địa trích hóa thân đang tu luyện ở hắc phong hải vực lại cần. Hơn nữa, cái vạc thanh đồng lúc trước được hắn thu vào động thiên hoa chi cùng cây hoa súng màu vàng kia rõ ràng không phải là phàm vật. Chỉ riêng giá trị hai thứ này cũng đã vượt quá khoản tiên nguyên thạch mà hắn bỏ ra lúc trước. Cả tòa tổ sư đường nằm phía dưới nước hồ mặc dù không có gió thổi qua nhưng mát mẻ dị thường. Hàn lập mang theo hồ tiểu thành ngồi xuống trước bậc cửa đại môn tổ sư đường, ngẩng đầu nhìn qua tầng màn sáng phía trên kia, hai người đều kinh ngạc không nói gì hồ cô nương thời điểm chấp sự trưởng lão kia bảo ngươi đi theo ta có phải còn dặn dò ngươi phải theo dõi báo cáo hành tung của ta hay không hàn lập đột nhiên hỏi làm sao ngài biết hồ tiểu thành hơi kinh ngạc nói vừa lỡ miệng xong thiếu nữ liền hối hận đành phải gãi đầu giải thích kỳ thật không chỉ có ngài mà tất cả khách quý tới đây thuê động phủ tông môn đều phái một người đi theo đương nhiên đây không phải là điều bắt buộc có thể từ chối chỉ là những người khác đều là tiên tử tỷ tỷ dung mạo rất xinh đẹp, bình thường sẽ không ai cự tuyệt. Lần này không biết xảy ra chuyện gì mà lỗ trưởng lão lại phái ta đi theo. Vị trưởng lão kia coi thường ta, không tin ta có thể phá vỡ cấm chế thủy phủ, cho nên mới để ngươi theo. Hàn Lập nói toạc ra, thì ra là thế, Hồ Tiểu Thành giật mình nói, nhớ kỹ, người khác có thể khinh thường ngươi, thậm chí hành hạ ngươi nhưng ngươi không được phép coi thường chính mình. Ta thấy tư chất tu hành của ngươi không tệ, đến bây giờ còn kẹt tại bình cảnh nguyên anh hậu kỳ hơn phân nửa là do bị giới hạn tài nguyên. Hàn Lập nghiêm mặt nói, Hồ Tiểu Thành không biết vì sao Hàn Lập đề cập chuyện này, có chút mơ hồ gật đầu. Hàn Lập lật bàn tay một cái, lấy ra một bình xứ nhỏ màu son, đưa cho nàng. Trên người của ta không có đan dược cho tu sĩ cấp thấp, đan dược trong bình nhỏ này ít nhất người phải đạt đến hợp thể kỳ mới có thể sử dụng. Người nhớ cất kỹ, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu thì ăn vào. Hồ Tiểu Thành nghe vậy, sững sờ tại chỗ, nhất thời không dám đưa tay đón nhận. Hàn lập thấy thế, nhét bình xứ nhỏ vào trong tay nàng, sau đó giơ ngón tay lên, điểm vào mi tâm nàng một cái. Hồ Tiểu Thành chợt cảm thấy thức hải chấn động, cả người có cảm giác phiêu hốt, thân thể thoáng đung đưa, chờ lúc ngồi ổn định lại, mới phát hiện Hàn lập đã thu tay về. Nàng mơ mơ màng màng xem xét trong thức hải, mới phát hiện trong đầu vậy mà xuất hiện thêm rất nhiều văn tự, rõ ràng chính là bộ công pháp vô hình lục kia. Quý khách, người, thân thể hồ tiểu thành chấn động đột nhiên đứng lên kinh ngạc không thốt nên lời sau một thời gian ngắn nữa toàn bộ tòa tam giang hồ này sẽ bị lật tung lên thần sắc hàn lập nghiêm lại từ bậc cửa đứng lên chậm rãi nói ra tiền bối mướn tòa thủy phủ này chẳng lẽ là muốn làm chuyện lớn gì sao hồ tiểu thành sửa lại xưng hô hỏi không tính là đại sự gì chờ người mà thôi hàn lập lạnh nhạt nói ra là bằng hữu sao hồ tiểu thành thăm dò thử cừu địch a à. Tiểu Bộc có thể giúp người làm những gì? Lông mày Hồ Tiểu Thành nhíu chặt, hỏi: "Ta đã xóa bỏ ấn ký Sơ Lưu Tông lưu lại trên người ngươi, rồi ngươi lập tức rời khỏi Sơ Bề Sơn, đi càng xa càng tốt, sau này hảo hảo tu hành, đừng về lại nơi này nữa." Hàn Lập chậm chậm lắc đầu, nói ra: "Tiền bối, vì sao người lại đối xử tốt với ta như vậy?" Hồ Tiểu Thành nghĩ đến đạo hạnh thấp kém của mình, hơi xấu hổ đỏ mặt nói. Hàn Lập nhìn nàng một cái, thở dài một tiếng, nói ra coi như bồi thường tổn thất đối với một vị cô nương khác đi hồ tiểu thành thấy thần sắc hàn lập ảm đạm xuống không biết tại sao lại có cảm giác khó chịu nếu đã như vậy ngày sau tiểu bộc tu đạo có thành tựu nhất định sẽ đến báo đáp ân tình của tiền bối tiểu cô nương suy nghĩ một lát phái hàn lập một cái thật dài cung kính nói ra đi đi hàn lập vừa cười vừa nói hồ tiểu thành khom người thi lễ lần nữa sau đó mới phi thân đi đợi sau khi thân ảnh nàng biến mất bên cạnh hàn lập nổi lên ba động dập dần thân ảnh đề hồn xuất hiện ở đó chủ nhân người không sợ nàng vừa rời khỏi đây liền đi sơ bề sơn tố giác để lĩnh thưởng sao đề hồn không kịp chờ đợi hỏi luôn ánh mắt nhìn người của ta làm sao lại sai lầm như thế được hàn lập cười cười nói ra đề hồn nghe vậy cũng mỉm cười không nói nữa cho dù nàng có thể khiến ta thất vọng thì cũng không sao cả ta không che giấu bất kỳ chuyện gì lấy dung mạo thật đến tận đây còn lưu lại tên thật ở sơ lưu tông, không phải là hy vọng người của tiên cung biết được ta ở chỗ này sao? Hàn lập chuyển chủ đề, tự nhiên nói ra, lần này sẽ làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Đề hôn gật đầu nhẹ, nói, tốt, nếu đã quyết định mở cửa đón khách thì phải hảo hảo bố trí một phen, không thể tiếp đãi sơ sài được. Hàn lập phủi tay nói ra, nói xong, hắn liền quay người tiến vào tổ sư đường. Nửa tháng sau, bên bờ Tam Giang Hồ trên sơ bề sơn, một chiếc phi toa màu trắng dài khoảng 10 trượng, tỏa ra linh quang rực rỡ, lơ lửng trên vách núi. Trên phi toa có bốn người, cầm đầu là một nam tử trung niên mặc cầm bào màu trắng, phía sau y theo thứ tự là một lão giả mũi dài, một thiếu niên y phục rực rỡ và một tên đại hàn áo đen. Bọn họ chính là bốn người nhóm Đông Phương Bạch cùng đào cơ. Trên ngọn núi có mấy người đang đứng, gồm một thanh niên tuấn giật mặc xa bào màu xanh và một lão giả mặt tròn, kẻ đứng trước là trưởng môn hiện tại của Sơ Lưu Tông, kẻ phía sau là tên chấp sự trước đó đã tiếp đón Hàn Lập. Giờ phút này, trên mặt hai kẻ này đều tỏ ra ý cười nịnh nọt, nhìn bốn người cao cao tại thượng kia. Tin tức tên kia ở đây, ngoại trừ bẩm báo tiên cung, các người có tiết lộ ra ngoài không? Đông Phương Bạch nhìn xuống hai kẻ này hỏi, chương 1018, tìm tới tận cửa. Hồi bẩm tiên sứ, sau khi lỗ trưởng lão báo cáo ta, ta thấy việc này can hệ trọng đại, lập tức phong tỏa tin tức. Bây giờ toàn bộ tông môn chỉ có hai người chúng ta biết. Ngoài ra vì phòng ngừa đả thảo kinh xa, chúng ta giấu kín cả những tu sĩ thuê thủy phủ trong hồ, cũng không để bọn hắn rời đi lúc này. Thanh niên Tuấn Giật là trưởng môn sơ lưu tông nói gấp. Như thế thật tiện, cũng không cần phí sức diệt toàn bộ tông môn. Đông Phương Bạch gật đầu nhẹ, như có điều suy nghĩ nói ra. Thanh niên Tuấn Giật và lão giả mặt tròn nghe vậy, trong mày liếc nhìn nhau, đang hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng mà, không chờ bọn họ hiểu rõ ràng, đột nhiên phát hiện thân thể mình cứng đờ, đúng là không thể động đậy nửa điểm. Toàn thân hai người chỉ có con mắt còn có thể chuyển động, nhìn qua đối phương, liền kinh hãi phát hiện, trên thân chẳng biết lúc nào lại sinh ra một tầng rêu màu xanh lá chân nhẵn, phía trên bất ngờ lại sinh ra một đóa hoa lớn đẹp lộng lẫy. Không, theo một tiếng gào thét thống khổ của thanh niên, đóa hoa lộng lẫy kia nở rộ ra, màu sắc trở nên đỏ như máu, mặt ngoài thậm chí ngưng ra mấy giọt sương óng ánh, nhìn đơn giản kiểu diễm ướt át nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai người bị bao khỏa trong rêu xanh tựa như bị rút khô sinh mệnh lực màu sắc trên làn da dần biến mất chỉ sau mấy hơi thở đã hóa thành hai bộ thây khô quát xấu xí dữ tợn mặt Đông Phương Bạch không thay đổi sau khi liếc qua thì quay đầu hỏi Lữ trưởng lão khí tức tên kia còn ở đây không vẫn còn ở đây lão già gầy gò dáng dấp tựa như chuột thành tinh cao mũi một cái nói ra chỉ cần vẫn còn là tốt rồi Đông Phương Bạch gật đầu cười nói ra. Ánh mắt đào cơ nhìn về phía mảnh thủy vực bao la nơi xa, ánh mắt có chút ảm đạm không rõ nhưng trong lòng chẳng biết tại sao mơ hồ có chút bất an. Đào cơ, người có lời gì cứ nói, đừng ngại. Đông Phương Bạch thu hết thần sắc biến hóa của đào cơ vào trong mắt, hỏi. Cung chủ, xem qua tên Hàn Lập này tuyệt không phải là hạng người lơ là bất cẩn. lần này vì sao lưu lại tung tích rõ ràng như vậy để cho chúng ta truy tung đến tận đây. Ta sợ là trong đó có gì kỳ lạ, đào cơ nghe vậy, nói ra chẳng lẽ đào trưởng lão vì sự tình lần trước bị hắn dọa cho bề mật gần chết nên giờ cẩn thận như vậy bây giờ là đông phương cung chủ tự thân xuất mã còn để hắn chạy thoát hay sao đại hàn áo đen diếu cợt một tiếng nói ra hắc đao lời của đào trưởng lão không phải không có đạo lý chúng ta cẩn thận một chút là được đông phương bạch lại khoát tay chặn y lại nói ra đào cơ nghe vậy rối rít thi lễ nói xong đông phương bạch phung tay lên phi toa màu trắng bỗng nhiên bay tới trong nháy mắt đã tới trên không trung của Tam Giang Hồ. Chính là thủy vực này, Lữ Vân chỉ chỉ một chỗ mặt hồ, nói ra, cung chủ chờ một lát, đợi thuộc hạ phá tung hồ này ra, bức tên kia hiện thân. hắc đao nói xong, liền lấy quỷ đầu đại đao sau lưng xuống, nắm ở trong tay. Không cần, đến nhà là khách, chưa vào cửa liền đã phá phách. Đông Phương Bạch ngăn y lại, cười nhạt một tiếng nói ra. Nói xong, gã nhấc tay lên điểm hư không một cái, trên đầu ngón tay liền có một đạo thanh quang bắn ra, lóe lên bay vào trong hồ biến mất chỉ thấy thanh quang kia chui vào nước tựa như dao long xuống biển kịch liệt xoay tròn lao xuống khu vực màn sáng phía dưới nước hồ vốn yên lặng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn trong hồ lập tức hiện ra một dòng xoắn ốc vô cùng to lớn nối thẳng xuống quỷ sâu thủy phủ cùng lúc đó một vùng linh vực màu xanh bao vây tất cả khu vực nước hồ đang dung chuyển lại như một lồng giam giam cầm mọi thứ vào trong đó tất cả ba động chỉ giới hạn trong khu vực linh vực bên ngoài linh vực vẫn như cũ gió êm sóng lặng dù cho có người hiếu kỳ vây xem cũng vô pháp thấy rõ cảnh tượng trong linh vực. Đạo giao long thanh quang kia như thiết kỵ tạc trận, đâm vào phía trên màn sáng trắng, phát ra một tiếng nổ rung trời. Màn sáng trắng liền nứt vỡ, tòa tổ sư đường của Thanh Tịnh Tông Lặng Yên trên sườn núi nhỏ theo đó hiển lộ ra. Giờ phút này, Hàn Lập đang cùng Đề Hồn ngồi bên cạnh bàn đá trong tiểu viện, chén rượu trong tay do chấn động hơi lắc lư nhưng rượu màu hổ phách trong chén không hề tràn ra một chút nào. Chiến trận không nhỏ, xem ra trước đây ngươi suy đoán không sai là vị đông phương cung chủ kia đích thân đến bất quá tu vi thái ất cảnh đỉnh phong cũng dám liều lĩnh như thế sao hàn lập nhìn thoáng qua trên không vừa cười vừa nói nói xong hắn cầm ly rượu trong tay đảo ba lần rồi cạn sạch sau khi thu lại chén rượu hắn từ trên ghế đá đứng lên lúc này nước hồ ở bốn phía tựa hồ bị một cỗ lực lượng kỳ dị cầm cố lại cơn lốc xoắn ốc xoay tít vây quanh phía trên sườn núi nhỏ không hề rơi sụp xuống phía trung tâm bốn người đông phương bạch ngự không tới lơ lửng trên không khu tiểu viện từ trên cao nhìn xuống thấy hai người hàn lập và đề hồn hàn đạo hữu nghề đại danh đã lâu hôm nay mới gặp thật sự hạnh mộ đông phương bạch đánh giá hàn lập một chút tựa hồ không phát hiện có chỗ gì đặc biệt cười nhạt một tiếng nói ra chật chật hàn mỗ khi nào nổi danh như vậy lại có thể làm cho đường đường một cung chủ kim nguyên tiên vực bám theo mông lâu như vậy thật sự là vinh hạnh hàn lập không khách khí chút nào cười hắc hắc một tiếng nói tặc tử lớn mật, dám nói chuyện với đông phương cung chủ như vậy hả? Hắc đao bên cạnh nghe vậy, giận tím mặt, thế nào, ta nói sai sao? Vậy ngươi đến nói một chút, hàn mỗ phải nói chuyện với một tên vực chủ mất trí điên cuồng, lạm sát người vô tội như thế nào đây? Hàn lập lạnh lùng liếc mắt nhìn y, từ tốn nói. Hai mắt hắc đao lóe lên hàn quang, đang định tiến lên. Đông phương bạch chỉ đưa mắt liếc y một cái, hắc đao liền cắn chặt hàm răng, nén kích động xuống. Tên Lữ Vân gầy gò nheo mắt nhìn Hàn Lập, mặt lộ vẻ do dự. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào tên thiếu niên tuấn tú bên cạnh, có chút ngạc nhiên nói ra, đào trưởng lão, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Bất quá đã có thể may mắn sống sót trốn thoát thì nên tiếc tính mệnh a. À. Đào cơ chú ý tới ánh mắt Hàn Lập nhìn mình, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng lưỡi phát khô, trong đôi mắt lóe lên hung quang nhưng không đáp lời. Hàn đạo hiểu, lấy thân phận địa vị chúng ta, không cần để ý tính mệnh những con sâu cái kiến kia trở lại chuyện chính chỉ cần ngươi chịu giao ra món đồ kia ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng thậm chí dẫn tiến ngươi ra nhập cửu nguyên quan ngươi thấy thế nào đông phương bạch cười ha ha một tiếng nói ra mục đích chính của chuyến đi này hàn lập vừa nghe đến ba chữ cửu nguyên quan lập tức hiểu được món đồ kia trong miệng gã là vật gì còn ngươi hắn hơi co rụt lại cũng lời che giấu chuyện mình mang trưởng thiên bình dù sao mấy người kia hôm nay đến đây hắn vốn không định thả đi bất kỳ kẻ nào nếu không một khi tiết lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh, phiền phức sau đó chính là vô cùng vô tận. Trước đây do lo lắng nhiều phương diện, hắn vẫn chưa muốn xung đột chính diện với thế lực tiên cung chứ không phải là do hắn e sợ. Bây giờ nếu đối phương nhiều lần chạm đến điểm mấu chốt của mình, còn truy sát mình khắp nơi như bóng với hình, vậy không thể không hảo hảo tính toán cùng đối phương rồi. Ta khuyên đạo hữu một câu, chờ đối nghịch cùng Thiên Đình, dù sao rượu mời cũng dễ uống hơn so với rượu phạt. Nếu đạo hữu nguyện ý từ đây đại khái có thể gối cao không lo, an tâm tu hành. Lấy tư chất các hạ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đạt đến đại la cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đông Phương Bạch thấy Hàn Lập trầm ngâm không nói, lại nói thêm. Xem ra các hạ không chỉ ưa thích chạy sau mông người khác, mà nói nhảm cũng thực không ít, tựa như đánh giám vậy. Không biết rốt cuộc ngươi muốn cái gì, Hàn Mỗ cũng lười biết. Ngoài ra, mặc dù thích rượu nhưng chỉ cần là rượu của ngươi, Hàn Mỗ nhất định không uống. Hàn Lập mở miệng cắt đứt lời nói của Đông Phương Bạch, uể oải nói. Xem ra đạo hữu quyết tâm đối địch với thiên đình rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu đạo hữu không thích rượu mời, vậy cũng chỉ có thể tiến đưa một chén rượu phạt A. À. Đông Phương Bạch thở dài, có chút tiếc nuối nói. Gã vừa dứt lời, hắc đào nhẫn nại đã lâu, thân hình mang theo liên tiếp tàn ảnh bay vút tới, quỷ đầu đao trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ, trên thân đao sáng rõ huyết sắc phù văn, một mảnh mây đen u ám từ đó tuôn ra, bổ xuống phía tổ sư đường chỉ nghe một tiếng tranh minh truyền đến trên quỷ đầu đại đao bắn ra một đạo đao khí sáng loáng ngàn trượt trực tiếp phá vỡ màn trời từ giữa trời chém xuống mây đen cuồn cuộn mãnh liệt rơi xuống từng đầu quỷ vật bộ dáng giữ tợn to lớn kinh khủng từ đó hiển hiện ra tất cả đều một bộ dạng thèm khát uống máu che khuất bầu trời bao phủ xuống hai người hàn lập và đề hồn đối mặt với một kích có thanh thế thật lớn của hắc đao hàn lập xem như không thấy chỉ quay đầu nhìn thoáng qua đề hồn khóe miệng không giấu được ý cười. Từ khi tỉnh lại tới nay, trong bụng ta vẫn luôn cảm thấy hơi đói, ngược lại không nghĩ tới, trong tiên cung còn có tu sĩ quỷ đạo cấp bậc như vậy. Thật là, một bữa tiệc lớn A, à, đề hồn lè lưỡi liếm môi một cái, kích động nói. Chớ ăn quá nhanh, chú ý tiêu hóa, hàn lập gật đầu cười, nói ra. Đề hồn đáp một tiếng, thân hình bắn lên như thiên thạch bay ngược, trực tiếp ninh đón, xông thẳng vào cỗ vạn quỷ đao khí nhìn như thế không thể đỡ kia nàng lập tức nhập vào trong mây đen biến mất không thấy đao khí đang hạ xuống lập tức dừng lại sau đó không thấy động tĩnh nữa ánh mắt đông phương bạch lóe lên hơi nghi hoặc nhìn về phía đại hán áo đen cái này hắc đao cũng có chút hoang mang cho tới bây giờ y vẫn chưa từng thấy ai chịu chết như vậy cả không đợi đến lúc cẩn thận suy nghĩ thần sắc y đột nhiên biến đổi thần tình trên mặt trở nên hoảng sợ dị thương lúc này đông phương bạch cũng đã nhận ra có điều cổ quái ánh mắt nhìn lại phía trong mây đen kia chỉ thấy vừa rồi các loại quỷ vật với khí thế hung hăng, giờ phút này lại giống như gặp quỷ, nhao nhao dẫy ruộng. Muốn từ trong đám mây đen đau khí thoát ra nhưng bản thân chúng căn bản bị trói buộc trên thân đau, tự nhiên không cách nào thoát được. Ngay sau đó, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn có hai đạo quái rác từ đó đâm xuyên ra, theo sát phía sau lộ ra một đầu cử viên to lớn vô cùng. Răng nanh của nó hoàn toàn lộ ra ngoài, trên mi tâm tách ra, lộ ra một yêu mục thứ ba màu huyết hồng, phía sau lưng lại nổi lên ba cây xương gai đen xì, bộ lông đen nhánh trên người như cương châm dựng đứng toàn thân âm khí bức người so sánh với những ác quỷ ăn thịt người kia con dị thú trước mắt này rõ ràng càng giống ác quỷ hơn không đúng đây là hình thú mắt đông phương bạch sáng lên kinh hô một tiếng nói đến lúc này hắc đào tự nhiên cũng đã nhận ra được trong lòng không ngừng kêu khổ thật sự là không nghĩ tới gặp phải khắc tinh trời sinh bực này y vội vàng bấm đao quyết muốn thu quỷ đầu đại đao trong tay trở vào bao nhưng mà hình thú kia dễ gì từ bỏ ý đồ, con mắt dọc trên mi tâm đại phóng huyết quang, phun ra một đạo huyết sắc hồng quang, hóa thành một sợi xiềng xích màu máu to lớn, xuyên thẳng qua những con quỷ vật kia. Chương 1019, mời cung chủ vào trận. Hình thú vốn là khắc tinh hết thảy quỷ vật âm tà ở thế gian, huống chi đề hồn bây giờ, lúc trước đã trải qua một loạt ma luyện sinh tử, càng là xưa đâu bằng nay. Sợi xích màu máu nối liền cùng con mắt nằm dọc nơi mi tâm, tựa như một sợi dây thép to lớn gào thét tới, thế như trẻ tre, cho dù từng đầu quỷ vật giữ tợn kia nhìn hung ác dị thường nhưng lồng ngược lại như gỗ mục dồn dập bị đâm xuyên qua, tựa như chuỗi hồ lô đường vậy. Ầm ầm, nương theo một trận thanh âm lôi điện vang lên, từng đạo hồ quang điện màu máu từ trên xiềng xích phun ra, trong nháy mắt đánh cho mấy ngàn quỷ vật chiếm cứ trong mây đen vỡ nát, hóa thành từng làn khói đen. Sau một khắc, chỉ thấy mũi hình thú nhíu một cái, một đạo hào quang bay cuộn ra, cuốn tất cả những làn khói đen do quỷ vật biến thành vào trong bụng. Hắc Đao kinh hãi, Trường đao trong tay vừa mới rút về một nửa, liền bị sợi xiềng xích màu máu kia đuổi kịp, như linh xà quấn lên. Trong lúc nhất thời hồ quang điện màu máu đại tác, vô số điện quang đánh lên thân đao, phát ra trận trận tiếng vang bén nhọn. Hắc đao lập tức giống như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thần hồn tựa như bị nấu trong chảo dầu, trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét thống khổ. Đúng lúc này, trên cánh tay y bỗng nhiên có một đạo quang mang màu xanh sẫm sáng lên, từ đó mọc ra từng cây dây leo thanh thúy, ảo ào, ào lan tràn về phía tay cầm đao của y một mực quấn quanh trên thân đao. Trên những cây dây leo xanh tươi kia tựa hồ có một cỗ lực lượng pháp tắc kỳ dị, sau khi bị hồ quang điện màu máu đánh chúng, lại có thể cấp tốc phục hồi như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào. Chúng đâm xuyên qua khe hở giữa xiềng xích và thân đao, tách ra từng chút từng chút một. Hắc đao cảm thấy áp lực chợt giảm, vội vàng ổn định thần hồn, thu trường đao trong tay vào vỏ, mây đen trên thân đao tỏa ra đã tổn thất hơn phân nửa. Đa tả công chủ xuất thủ. Mặc dù tổn thất vô cùng nặng nề nhưng có thể nhặt về một mạng, Hắc Đao đã mười phần thỏa mãn, vội mở lời cảm ơn Đông Phương Bạch vừa mới xuất thủ tương trợ. Nhưng lời trên miệng còn chưa hết, y liền cảm thấy sau lưng có một trận kình phong bỗng nhiên đánh tới, lập tức cảm thấy không ổn. Lữ Vân ở cách đó không xa phát hiện ra có điểm không đúng đầu tiên, bởi vì thân ảnh Hàn Lập đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp theo như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hắc Đao, dưới sự kinh hãi, lão theo bản năng lui nhanh về phía sau. Hàn lập lách mình tới sau lưng hắc đao, không để cho y kịp phản ứng, liền thò tay ra chụp lên cổ y. Hai mắt hắc đao trợn tròn, miệng mấp máy, phát ra vài thanh âm không rõ, bị động lại trong cổ. Hàn lập không để cho y có cơ hội nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm đông phương bạch, năm ngón tay dùng lực, rắc một tiếng, liền bẻ gãy cổ hắc đao. Đông phương bạch bị cử động này làm cho nổi giận, nâng một tay lên, vỗ qua phía hàn lập. Trong hư không, từng tia từng sợi thiên địa linh khí giống như tự hành tụ lại, trong nháy mắt hóa thành vô số cành gỗ màu xanh to bằng cánh tay trẻ con, rào rào đâm về phía Hàn Lập. Nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm buông tay ra, chân ngôn bảo luân trong cơ thể nghịch chuyển, chợt lóe lên bên người đào cơ vốn phản ứng chậm nhất nhưng hắn không xuất thủ đả thương gã, sau đó đáp xuống quảng trường trước tổ sư đường. Thi thể hắc đào từ giữa không trung rơi xuống, trên đỉnh đầu y có một đạo ô quang sáng lên, tiểu nhân Nguyên Anh còn núp bên trong chưa kịp trốn chạy, đã bị một quỷ trảo to lớn của hình thú bắt lấy, ném vào trong miệng to như chậu máu nhai ngon lành. Đào Cơ chứng kiến hết thảy, đầu tiên là hoảng sợ lập tức tăng lên gấp mấy lần, sau đó lảo đảo rơi xuống hải vực phía dưới. Lữ Vân thì thần sắc âm trầm, bay đến bên người Đông Phương Bạch cách đó không xa, một thân khí tức nội liếm, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào trên thân hàn lập. Bên ngoài thân y được bao phủ một tầng linh vực màu xám phương viên trăm trược, y phòng bị vô cùng cẩn mật, kẻo không biết khi nào lại bị tập sát mới giao thủ một lượt đã tổn thất một tên đại tướng, điều này khiến trong lòng Đông Phương Bạch vừa sợ vừa giận. Sợ tất nhiên là vì tu vi của Hàn Lập, còn tức giận là vì cảm thấy bị mất mặt. Ngũ chỉ của gã biến thành chảo, chụp một cái trước người, khua tay trong hư không một hồi, những cành gỗ kia trống rỗng xuất hiện liền tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một cành gỗ hình cự long to mấy trăm trượng, há miệng cắn tới phía Hàn Lập. Đồ vật tạo thành từ gỗ mà cũng dám dùng để giết địch, cái này không phải là con rối, đồ chơi của hài đồng ba tuổi sao. Hàn Lập vừa mở miệng trào phúng, vừa âm thầm nắm thành quyền. Quyền ý và tinh thần chi lực ngưng tụ một chỗ khiến trong lòng bàn tay đại tác phong lôi. Một tiếng ầm vang thật lớn, một quyền Hàn Lập vung ra, đầu quyền bộc phát tinh thần chi lực, nổ tung thành một mảnh bạch quang chói mắt. Đầu cự long gỗ kia đụng vào bạch quang, liên tiếp vang lên tiếng bùm bùm không ngừng, đều trở lại thành những cảnh gỗ văng tung tóe, rồi biến thành bột mịn. Mảnh vụn do những cảnh gỗ vỡ tung ra, cơ hồ che kín nửa bầu trời, thân ảnh Đông Phương Bạch bỗng nhiên lóe lên, đến gần Hàn Lập, rồi hời hợt chỉ về phía trước một cái. Suy một thanh âm yếu ớt như mũi kêu, đầu ngón tay gã bỗng nhiên lóe lên một đạo thanh quang, hóa thành một cây bàn long mộc thương màu xanh sẫm, đâm thẳng đến ngực Hàn Lập. Phía trên mộc thương có một đạo hư ảnh thương long xoay quanh, lúc nổ bắn ra cuốn theo một trận kình phong cuồng bạo, làm bốn phía hư không theo đó vặn vẹo một trận. Hàn Lập thấy vậy, không hề né tránh, chỉ vung tay lên hư không bên người hắn nhộn nhạo lên một gợn sóng chấn động một chuôi thanh trúc phong vân kiếm lóe lên phóng ra mũi kiếm đâm thẳng vào bàn long mộc thương cả hai giống như cây kim so với cọng dâu hung hăng đâm vào nhau chỉ thấy trên thanh trúc phong vân kiếm lóe lên phù văn một đạo điện quang màu vàng lập tức phóng ra ngoài ẩm nổ vang gỗ sợ xét nên khi bàn long mộc thương bị lôi quang màu vàng bổ chúng lập tức bốc lên một cỗ khói đen nổ tung ra các hạ đường đường là cung chủ một cung chẳng lẽ chỉ có chút năng lực ấy thực làm cho người thất vọng a à. Hàn lập cười hắc hắc một tiếng nói, Đông Phương Bạch nghe vậy, thần sắc nổi giận trên mặt bỗng nhiên thu liếm, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Thân hình gã nhảy lên, chậm rãi đáp xuống quảng trước trước tổ sư đường. Được rồi, từ lúc ta xuất hiện, người vẫn mở miệng khiêu khích ta, không phải là muốn dẫn ta đến quảng trường này sao, sớm nhập vào trong pháp trận của ngươi. Tuy không phải vì phẫn nộ mà vào như người tính toán thì trung quy ta cũng đã tiến vào rồi xem rốt cuộc ngươi có thể làm khó dễ gì ta đông phương bạch nhìn về phía hàn lập cười nhạt một tiếng nói ra có thái độ rất ngạo nghễ biết rõ núi có hổ mà vẫn vào ha ha đông phương cung chủ hàn mỗ tính toán không phải là ngươi không chịu nổi mỉa mai nên thịnh nộ mà vào chính là ngươi bảo thủ cuồng vọng tự phụ mà vào nếu đã tới cũng đừng rời đi nữa hàn lập cười vang nói hắn nói dứt lời trên tay bấm pháp quyết cả tòa sườn núi nhỏ tổ sư đường theo đó chấn động bốn phía đáy hồ rung động ầm ầm bốn vị nộ mục kim cương như bốn tòa núi nhỏ lừng lững từ dưới đất từ từ trồi lên, mỗi người trong tay cầm một thanh bảo tán, một thanh tiên kiếm, một tấm bảo kính hình tròn và một con hung mãng. Nộ mục kim cương chú đóng tứ phương, vị cầm bảo tán toàn thân tím xanh, bảo tán trong tay nở rộ hào quang bảy màu. Sau khi bay vụt lên bầu trời, bảo tán liền tỏa ra vạn đạo tia sáng, như là màn sáng do mở bảo đỉnh ra, bao phủ toàn bộ sườn núi nhỏ vào trong. Chỗ hào quang bao trùm, thiên địa nguyên khí lưu động lập tức đình trệ, Hết thải thần thông thuật pháp bị cấm tiệt. Đông Phương Bạch ở trong đó, lập tức cảm thấy thiên địa linh khí bốn phía siết chặt, không thể nào điều động được. Bất quá, nét mặt của gã không thay đổi chút nào, căn bản bất phi sở động. Người tu luyện pháp tắc mục thuộc tính, thể nội tự thành một thiên địa, tiên linh lực sinh sôi không ngừng, so với tu sĩ khác thì không sợ loại thủ đoạn này. Nhưng vào đúng lúc này, ánh mắt của gã bỗng nhiên lóe lên, liếc về một chùm sáng đang chiếu rọi về phía mình, tâm thần gã siết chặt lắc mình một cái, lướt ngang ra chừng trăm trượng. Khi gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ bị bạch quang kia chiếu vào, mặt đất bỗng nhiên bị phá toái, hãm xuống dưới thành một hắc động rộng hơn ba trượng, gạch đá bên trong bị phá toái, biến thành bột mịn. Ánh mắt của gã chuyển động, liền thấy người cầm bảo kính toàn thân màu tràm. Bảo kính trong tay dạng rỡ quang mang, như mặt trời lơ lửng trên trời cao, chính giữa chiếu dọi ra quang mang làm cho không gian vặn vẹo kịch liệt. Vừa rồi nếu gã bị trúng chiêu, lấy thể phách tiên nhân nhất định cũng sẽ phân cân thắc cốt, tứ chi đứt gãy. Không đợi gã kịp suy nghĩ rõ ràng, người cầm kiếm toàn thân xích hồng và người cầm mãng xà toàn thân đen kịp đồng thời ra tay. Phía trên bảo kiếm sáng rõ phù văn, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa năm màu từ đó bắn ra, như một cơn mưa lửa rơi xuống. Toàn thân hung mãng thì nổi lên lân phiến, thanh lôi tử điện trong miệng cuồn cuộn tuôn ra như thác nước. Nếu như bạch quang của bảo kính kia còn có cơ hội né tránh thì mưa lửa và thác điện này hoàn toàn không có khe hở để lẩn tránh chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Trong miệng Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, hai tay gã dơ lên cao, trong miệng ngâm tụng không ngừng, làm ra thế nâng bầu trời lên. Trên thân gã liền có thanh quang giống như núi lửa phun trào phóng lên tận trời, hư ảnh một gốc cổ mộc xanh ngắt to lớn vô cùng nổi lên, tán cây cao vút, che đậy trên đỉnh đầu gã, cản lại tất cả mưa lửa thác điện kia.